thần y trở lại, Ngô Bình. chương 166, tới chịu chết. Một người đàn ông cao 1m95 trong số đó bước ra, hắn nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt diếu cợt rồi nói, thằng kia, chém gió vừa thôi, mày đến nhầm nơi rồi đấy. Dứt lời, hắn chợt hét lên rồi nhấc chân lên, chân hắn hạ xuống vừa nhanh vừa mạnh. Tốt, một tên khác cất giọng khen ngợi, thậm chí đã tưởng tưởng xong cảnh Ngô Bình bị đánh bầm dập trong đầu, Ngô Bình vẫn đứng yên tại chỗ, sau đó giơ tay lên đỡ đòn của đối thủ. Cứ tưởng Ngô Bình sẽ bị đá cho hoa mắt chóng mặt, ai rè chân của tên kia đột nhiên dừng lại giữa không chung, vì đã bị tay của Ngô Bình đỡ được. Chán tên đó toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy tay của Ngô Bình như sắt thép làm chân hắn đau nhói, hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, tay của anh vẫn không nhúc nhích. Tốt nhất sau này đừng dùng tới mấy chiêu võ mèo này nữa, Ngô Bình lạnh giọng nói rồi tăng thêm sức ở tay. Giác, xương ở chân của tên kia đều gãy hết, từ bánh chè đến xương đùi, hắn kêu gào thảm thiết, mặt thì tái nhợt. Ngô Bình kéo chân rồi vứt hắn sang một bên, làm người hắn đập xuống cái bàn mà trước cách đó 7 mét vỡ tan. Cả căn phòng chợt im phăng phắc, hai tên còn lại bị Chu Tiểu Lôi chỉ mặt trột giả rồi vô thức lùi lại. Ngô Bình lườm họ rồi nói, "Lên đi." Hai tên đó vẫn đứng im, người đàn ông ngồi sau chiếc bàn ở phía sau họ trầm giọng nói, "Này cậu bạn, dù cậu rất giỏi đánh đấm, nhưng ở đây là huyện thuần nhiên, chứ không phải nơi cho cậu dở thói ngang ngược. Thế à, Ngô Bình bước nhanh tới chỗ hai tên kia, không ai biết anh ra đòn kiều gì mà mắt họ đều hoa lên, ngay sau đó có tiếng răng rắc, đầu gối của họ đều vỡ nát. Cơn đau ập đến, làm họ lăn ra đất kêu gào. Ngô Bình bước tới rồi đạp thêm mấy cái vào khuỷu tay của họ, xương ở đây cũng gãy luôn. Anh ra tay rất tàn nhẫn, tiếng la hét vang lên khiến người nghe tê dại ra đầu. Người đàn ông ngồi sau bàn quát lớn, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Ngô Bình thòe ơ nói, tôi cho ông 10 phút để gọi thêm người. Dứt lời, anh không để ý đến ông ta nữa, mà đi tới cạnh Chu Tiểu Lôi rồi dịu dàng nói, Tiểu Lôi, kể cho anh nghe phù sinh đã chết như thế nào. Nghe thấy Ngô Bình nhắc đến anh trai mình, Chu Tiểu Lôi lập tức ôm mặt khóc nức nở. Một lát sau, cô ấy mới bình tĩnh lại rồi kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Quan niệm về gia tộc ở làng quê Giang Bắc rất bảo thủ, gia tộc nào cũng có trưởng tộc và các tư đường chung. Nếu trong thôn làng có việc gì thì lời nói của trưởng tộc còn có trọng lượng hơn cả trưởng thôn. Audio điện tử võ tấn bền Nhà Chu Phù sinh ở một làng trài của huyện Thuần Nhiên, bao đời sinh sống bằng nghề đánh bắt nuôi chồng. Anh ấy là một người trọng nghĩa khí nên khá có vị trí trong gia tộc và được nhiều người ủng hộ. 5 năm trước anh ấy kết hợp với các hộ nuôi trồng trong làng nuôi thủy sản. Có 300 hộ tham gia nên diện tích nuôi rất lớn, năm đầu tiên đã thu về được hơn 1 tỷ. Chu Phù Sinh rất giỏi làm ăn nên lập tức thành lập thương hiệu rồi bán tôm hùm trên mạng, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay một lúc là ăn được luôn, các đơn hàng giao dịch của năm ngoái lên đến hơn 300 đơn. Khi thôn giàu lên rồi, anh lại kêu gọi vốn để làm làng du lịch, biến nơi này thành một trong các điểm du lịch sinh thái ở huyện Thuần Nhiên thu nhập mỗi năm cũng cả 4 đến 500 triệu. Ai trong thôn cũng kính trọng Chu Phù Sinh, thấy ảnh giỏi, thẳng thắn và đáng tin cậy. Xong, cũng có người hận anh tới tận xương tủy, đó chính là trưởng thôn Chu Kiến Hùng. Khi Chu Phù Sinh khởi xướng vụ nuôi thủy sản, Chu Kiến Hùng vừa phản đối vừa chế nhạo, sau đó dẫn người tới phá đám. Nhưng có quá nhiều người dân đứng về phía Chu Phù Sinh nên ông ta đành chịu. Vì thế, năm ngoái Chu Kiến Hùng đã dở trò, nhờ bên thuế tới điều tra như bao xí nghiệp góp vốn khác, kiểu gì Chu Phù Sinh cũng có chỗ sơ hở, cuối cùng anh ấy bị kết an 3 năm tù. Chu Kiến Hùng rời đi, Chu Kiến Hùng và con trai của trường tộc là Chu Đại Cường cấu kết với nhau, dùng các thủ đoạn bất chính để chiếm dự án làng du lịch, ngoài ra còn lấy mất 30% cổ phần của công ty trong một đêm mà họ đã giàu to. Hơn nửa năm trước, Chu Phù Sinh được thả, thấy cục diện như vậy, anh ấy không hề hoảng loạn mà mời pháp luật can thiệp, chuẩn bị đòi những thứ của mình về cùng với đó chuẩn bị tới đợt bầu trưởng thôn mới anh ấy quyết định sẽ ứng cử sợ mất hết tiền bạc nên chu kiến hùng và chu đại cường đã mua chuộc bạn gái tống phương của chu phù sinh và nhà họ tống của cô à chu phù sinh vừa ra tù tống phương đã đòi kết hôn với anh ấy nhưng ngày thứ ba sau hôn lễ chu phù sinh đã mất tích một ngày sau thi thể của anh đã bị cá cắn cho không còn nguyên vẹn chu phù sinh và chu tiểu lôi là cô nhi mới mấy tuổi thì bố mẹ đã mất vì thế khi Chu Phù Sinh mất đi, toàn bộ tài sản của anh đều thuộc về người vợ mới cưới. Ngày Chu Phù Sinh được người ta vớt lên, Chu Tiểu Lôi còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn sốc mất người thân thì đã bị Tống Phương lừa lên một chiếc xe, sau đó bị Tống đến hộp đêm trên huyện để đi khách. Nghe đến đây, Ngô Bình bừng lửa giận, người anh run lên vì thấy Chu Phù Sinh chết quá thảm và oan ức. Chu Tiểu Lôi lau nước mắt nói, bây giờ, Tống Phương là người điều hành công ty của anh em, nhưng người giật dây phía sau là chu kiến hùng và chu đại cường sau đó cô ấy chỉ vào người đàn ông ngồi sau bàn ông ta là bành tiểu quả là em vợ của chu kiến hùng ông ta là người xấu bành tiểu quả run lên nói chu tiểu lôi cô đừng ăn nói hàm hồ chúng tôi không liên quan gì đến cái chết của anh cô cả mà anh cô còn nợ tiền chúng tôi đấy tôi bắt cô cũng để gán nợ thôi ông im đi chu tiểu lôi lường ông ta lúc anh tôi ra tù trong tài khoản còn cả trăm triệu anh ấy cần gì vay tiền các người chứ? Bành Tiểu Quả còn định nói tiếp, nhưng Ngô Bình đã đi tới rồi tát cho ông ta một cái. Ngay sau đó, Bành Tiểu Quả đã bị đánh bay, mặt méo, răng rụng, máu tươi ứa ra. A, à, ông ta kêu lên rồi cầu xin, nhưng Ngô Bình chỉ lạnh lùng nói: tôi bảo ông gọi điện, ông đã gọi chưa? Bành Tiểu Quả nhìn anh như thấy ma quỷ, đừng đánh tôi, không liên quan gì đến tôi cả, tất cả là tại Chu Kiến Hùng. Tôi không tham gia, tôi xin thề." Mặt ông ta đã biến dạng nên không còn nói rõ từng chữ nữa. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, ông bắt Chu Tiểu Lôi tiếp khách hà. Bành Tiểu Quả vội vàng xua tay, "Không." Rắc. Ngô Bình đạp vào gối trái của Bành Tiểu Quả, ông ta lại kêu gào thảm thiết. Ba người bên cạnh không dám cử động, chỉ cúi đầu xuống rồi run rẩy. Như thể Bành Tiểu Quả không phải chủ của họ, không ai quen biết gì nhau cả. Ngô Bình hỏi, có hay không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, bành tiểu quả gào khóc. Ngô Bình gật đầu, biết nhận sai thì tốt. Giác, anh lại đạp thêm mấy phát nữa, các khớp xương trên người bành tiểu quả gần như gãy hết. Hơn nữa, Ngô Bình còn hạ ám thủ, để sau này ông ta sống không bằng chết. Bành tiểu quả ngất xỉu, Ngô Bình mặc kệ ông ta. Anh nhìn sang ba tên vẫn đang đứng kia. Ba tên đó run rẩy, một người trong số đó quỳ xuống nói, không liên quan đến tôi, tôi mới đến, tôi chưa làm chuyện gì xấu cả. Ngô Bình cao mày, tao không hỏi mày. Người đó lập tức im miệng, người vẫn run như cầy sấy vì quá sợ hãi. Ngô Bình chỉ vào một tên khác rồi hỏi, mày theo bành tiểu quả lâu chưa? Tên đó run giọng đáp, ba năm ạ. À. Mày có biết những chuyện ông ta làm không? Có, à. Tốt, thế mày sẽ nói cho tao biết chỗ của Chu Kiến Hùng chứ? Người đó vội đáp, vâng vâng, ông ta ở huyện. Ba tháng trước, ông ta mới ly hôn với vợ, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ với Tống Phương. Cử hành hôn lễ với Tống Phương. Ngô Bình cười lạnh, ra là vậy. Ngẫm nghĩ một lát, anh nói, mày bảo Chu Kiến Hùng là ngày cưới của ông ta, tao sẽ đến chúc mừng. Sứt lời, anh đỡ Chu Tiểu lôi dậy rồi rời khỏi hộp đêm. chương 167, thành phó đường chủ. Chu Tiểu lôi ngồi lên xe rồi chợt ôm đầu khóc, nửa năm qua, cô ấy hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi chua xót trong lòng. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nhẹ nhàng nói, "Em cứ khóc đi." Chiếc xe chậm chậm lăn bánh tới một khách sạn, Ngô Bình thuê một phòng rồi bảo Chu Tiểu Lôi ngồi xuống, sau đó đưa tay ấn khẽ lên mặt cô ấy, chân khí màu vàng rất thần kỳ, không lâu sau, các vết bầm trên mặt Chu Tiểu Lôi đã biến mất. Anh kiểm tra thấy trên người Chu Tiểu Lôi còn mấy vết thương nên lại điều trị tiếp. Chu Tiểu Lôi ngồi yên tại chỗ, cảm xúc đã bình ổn trở lại chữa trị xong, Ngô Bình gọi đồ ăn lên phòng, sau đó nhân viên phục vụ đã đẩy một xe đầy đồ ăn lên. Từ trưa đến giờ, chủ tiểu lôi chưa được ăn gì nên đã đói meo, cô ấy không chút khách sáo mà đánh chén ngon lành. Lượng ăn của cô ấy rất ít, mới ăn được một chút đã no, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ngô Bình. Anh em luôn nói anh Ngô Bình giỏi lắm, đúng là anh ấy không lừa em. Tiếc là khi ấy, anh chưa ra tù, không thì anh em đã không phải chết thảm như vậy, Chu Tiểu Lôi nắm chặt tay Thành Quyền rồi bừng lửa giận. Ngô Bình khẽ thở dài, Tống Phương sẽ lấy Chu Kiến Hùng, chứng tỏ họ đã cấu kết với nhau lâu rồi. Phù Sinh đã bị họ chung tay hãm hại, em có biết gì về cái chết của Phù Sinh không? Chu Tiểu Lôi lắc đầu, em chỉ nhớ ngay sau hôn lễ, Tống Phương đã kéo anh em đi hưởng tuần trăng mật, sau đó chỉ có một mình chị ta về. Phía cảnh sát không điều tra à? chu tiểu lôi cười lạnh nói chu kiến hùng đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đút lót cảnh sát rồi anh ngô bình suy nghĩ rồi nói phù sinh là người thông minh lẽ nào không phát hiện ra điều bất thường ư chu tiểu lôi thở dài anh em quá tin tống phương nếu không có chị ta thì sao chu kiến hùng có thể đấu lại anh em chứ ngô bình gật đầu rồi nghi hoặc hỏi em có muốn trả thù cho phù sinh không có ạ à. chu tiểu lôi nghiến răng nói tống phương chu kiến hùng và chu đại cường em sẽ không tha cho một ai hết. Ngoài ra, em còn phải tìm ra kẻ đã sát hại anh em nữa. Ngô Bình gật đầu, anh đã đến đây rồi thì nhất định sẽ điều tra rõ ràng giúp em. Trước mắt, em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ tới viếng phủ sinh. Chu Tiểu Lôi gật đầu, vâng. Chu Tiểu Lôi bị mất ngủ, dù nằm xuống giường, nhưng cô ấy không tài nào ngủ được. Ngô Bình và nhị sư huynh Dương Mộ Bạch nói chuyện đến sáng sớm. Dương Mộ Bạch vẫn đang xử lý dở việc nên Ngô Bình vào thẳng vấn đề luôn. Sư Huynh, em muốn gia nhập Giang Nam Đường, sau đó điều tra một vụ án. Ngay sau đó, anh đã kể vắn tắt lại chuyện của Chu Phù Sinh. Dương Mộ Bạch đáp, nếu đã là anh em tốt của cậu thì nhất định phải điều tra rõ ràng. Sáng mai, cậu sẽ nhận được dấu chứng nhận, anh sẽ cho hai trợ thủ tới giúp cậu. Cậu chỉ cần điều tra thôi, nếu có vấn đề gì thì anh sẽ lo cho. Ngô Bình cảm kích nói, cảm ơn Sư Huynh ngát máy xong, Ngô Bình trầm ngâm, vậy là sắp tới anh có thể thoải mái làm việc rồi. Sau đó, anh tu luyện cách hít thở tới tận sáng. Sau khi tu luyện được thần giác, tu vi của Ngô Bình tăng thần tốc, hiệu quả của cách hít thở cũng tốt hơn. Mỗi tiếng, anh lại luyện tập cách luyện thể mà Dương Mộ Bạch truyền cho một lần. Một khi tu hành thuật luyện thế này thì chân khí màu vàng của anh sẽ có xu hướng đả thông kinh mạch cấp 4. Anh vừa luyện tập vừa nghiên cứu, sau đó điều chỉnh lại động tác khả năng nhìn xuyên thấu khiến anh có thể nhìn thấy tình hình của các kinh mạch rõ ràng. Ba tiếng đồng hồ sau, anh dùng để điều chỉnh lại bộ thuật luyện thể, để hiệu quả của chúng tăng thêm một bậc so với trước đó. Ngô Bình rất vui, vì kinh mạch cấp 4 rất lằng nhằng, đã thế còn liên quan đến tế vào, dù có khả năng nhìn xuyên thấu thì cũng cũng khá nhiều thời gian mới đả thông được. Sự thật là một khi tiến vào cảnh giới tiên thiên thì mới có thể đả thông một phần kinh mạch cấp 4. Chỉ khi tới cảnh giới Võ Vương thì mới có thể đả thông một phần kinh mạch cấp 4 trên cơ thể như tay hay chân. Nếu muốn đả thông hết toàn thân thì phải tới cảnh giới Võ Thần mới làm được. Ngô Bình có thể đả thông kinh mạch cấp 4 vào lúc này là quá siêu phàm rồi. Anh đã rất hài lòng, khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì thấy đã sáng hẳn, anh quyết định nghỉ ngơi chờ Chu Tiểu Lôi dậy. Mãi tới 4 giờ sáng, Chu Tiểu Lôi mới ngủ được, nhưng hơn 7 giờ, cô ấy đã dậy lúc hai người đang ăn sáng thì chuông cửa vang lên. Ngô Bình ra mở cửa thì thấy có hai người thanh niên đứng bên ngoài, một người khoảng 30 tuổi, một người thì cỡ 27 tuổi. Người 30 tuổi để đầu chọc, dáng người không cao, nhưng rất đâu con, tay còn to hơn chân người ta. Anh ta cười hỏi, cậu có phải phó đường chủ Ngô không? Ngô Bình, tôi là Ngô Bình. Người đó nói, tôi là Hóc Vân Đô, đội trưởng đội một của Giang Nam Đường, đây là trợ thủ lôi nguyên tượng của tôi, Chúng tôi nhận lệnh của đường chủ đến phá án. Nói rồi, anh ta đưa cho Ngô Bình một cái túi. Ngô Bình nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong có giấy chứng nhận, anh gật đầu nói, hai anh vất vả rồi, mời vào. Hai người họ vào phòng khách ngồi, Hoắc Vân Đô quan sát xung quanh rồi cười hỏi, "Phó đường chủ Ngô, cậu còn trẻ mà đã lên trước này rồi, tiền đồ rộng mở lắm đấy." Nghe thấy thế, Ngô Bình cảm thấy Hoắc Vân Đô này có vẻ không phục, anh bình tĩnh nói, "Anh quá khen." tôi nghe nói phúc lợi của Giang Nam đường tốt lắm nên định tham gia để kiếm cơm thôi, sau này cần hai anh chỉ bảo nhiều. Hoác Vân Đô vội xua tay nói, chúng tôi là ngu của phó đường chủ thì sao dám chỉ bảo này kia, chúng tôi chỉ nhận lệnh rồi làm hết trách nhiệm thôi. Ngô Bình mở tập văn kiện ra thì thấy có một tờ chứng nhận cảnh sát của Bộ An ninh Chính trị, một tờ chứng nhận được Cục An toàn Quốc gia và một tờ chứng nhận của Cục Điều tra, ngoài ra chức vụ đều không nhỏ. Chức vụ của anh ở Bộ An ninh chính tương đương với chức thị trưởng, ngang với chức của Chu Truyền Võ. Anh giật mình hỏi, những chứng nhận này đều là thật hết ư? Hoắc Vân đô cúi xuống nhìn, nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, giám sát hình cảnh cấp 2. Ngô Bình nhìn anh ta rồi hỏi, là sao? Hoắc Vân đồ cười khổ đáp, tôi nhớ chứng nhận của Đường chủ là giám sát hình cảnh cấp 3. Tất cả thân phận mà chúng tôi có đều là thật, hơn nữa có thể tra trên mạng. Bảo sao Hoác Vân Đô kinh ngạc, vì chức vụ của Ngô Bình quá cao, nhờ đó anh làm gì cũng tiện hơn. Phó đường chủ có tay trong hay sao mà nhận được chức vụ cao thế? Ngô Bình lại lấy chứng nhận của Cục An toàn Quốc gia ra, bên trên có viết anh là Cục Phó. Còn tờ chứng nhận của Cục Điều tra thì anh cũng là Phó Cục trưởng của khu vực Giang Nam. Hoác Vân Đô xem hết chỗ chứng nhận ấy xong thì đờ ra, sự coi thường mà anh ta dành cho Ngô Bình ban nãy đã hoàn toàn tan biến. Vì anh ta biết rõ, Ngô Bình có chức vụ cao như vậy, chứng tỏ hậu thuẫn của anh rất lớn. Đừng nói là anh ta, đến Đường chủ cũng phải lấy lòng Ngô Bình và không dám đắc tội với anh. Chương 168, vùng đất hóa rồng. Hoắc Vân Đô cười nói, "Phó Đường chủ, sau này cậu chính là thủ lĩnh của chúng tôi, có việc gì thì cậu cứ phân phó." Ngô Bình gật đầu, "Tôi đang định bảo anh đi điều tra mấy người, họ rất có quyền thế ở đây." Hoắc Vân Đô nói, Chuyện nhỏ thế này thì làm gì có nhân vật lớn nào chứ, chỉ cần thủ lĩnh ra tay, chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ngô Bình, các anh điều tra giúp tôi về Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cường cùng các mối quan hệ phía sau họ. Tôi muốn giúp Chu Tiểu lôi giành lại cổ phần. Hoắc Vân Đô đứng dậy rồi nói, "Được, tôi sẽ đi xử lý ngay." Nhóm Hoắc Vân Đô vừa đi, Ngô Bình đã đứng dậy chuẩn bị đi viếng Chu Phù Sinh. Bài vị của anh ấy được đặt trong từ đường của nhà họ Chu. Muốn tới Tháp Nhan thì phải về quê của Chu Tiểu Lôi. Làng của cô ấy tên là Hóa Long, nghe nói thời tiên tần từng có con mãng xà hóa rồng ở đây. Thôn này có lịch sử lâu đời nên cũng có rất nhiều nhà cổ, hầu hết đều từ 100 đến 1.000 năm. Từ đường nhà họ Chu nằm ở phía tây của thôn, trước đó là một quảng trường nhỏ cho trẻ con và người già nghỉ ngơi chơi đùa. Lúc này, một chiếc M8 đô ở đây, cửa xe mở ra, Chu Tiểu Lôi và Ngô Bình bước xuống. Mọi người ở đây đều nhìn theo họ, sau khi trông thấy Chu Tiểu Lôi, ai cũng ngạc nhiên, có người còn chạy luôn vào nhà. Chu Tiểu Lôi nhìn từ đường mà nước mắt tuôn rơi. Ngô Bình vỗ vai cô ấy, dẫn anh vào đi. Hai người mở cửa cha, trên ban thờ bày kín bài vị, Chu Tiểu Lôi nhanh chóng tìm thấy bài vị của anh trai mình, sau đó không kìm được mà bật khóc nức nở. Ngô Bình đốt ba nén nhang rồi đứng trước ải vị vái ba vái, sau đó nói, phù sinh, em sẽ trả thù cho anh, sau này, Tiểu Lôi cũng sẽ là em gái của em, em sẽ chăm sóc cô ấy, anh cứ yên tâm." Dứt lời, anh lại vái thêm ba vái. Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, một tốp người đứng kín trước cửa từ đường, một ông lão trầm giọng nói, "Chu Tiểu Lôi, cô vẫn dám vác mặt về làng à?" Chu Tiểu Lôi đang khóc, nghe thấy thế thì quay lại rồi nổi giận nói, "Trưởng tộc, sao cháu lại không được về ạ? À? Cháu có làm gì sai đâu? Anh cháu cũng làm gì sai chứ?" Trường tộc gừ nói, anh trai cô chiếm hết tiền trong thôn, nó chết một cái là tiền về tay tống phương cả. Chị dâu cô là người ngoài, như thế chẳng có tội với thôn làng à. Chu tiểu lôi tức đến mức run rẩy, bác đừng nói hàm hồ, anh trai cháu là người đàng hoàng, cổ phần của anh cháu toàn đi vay mà có, trong khi đó cổ phần của con trai bác là chu tử cường thì ở đâu ra. Bác có dám nói mình không thẹn với lòng không? Trường tộc nổi khùng lên, láo, người đâu, bắt chu tiểu lôi lại cho tôi, sau đó thi hành ra pháp. Mấy người đàn ông to con sông tới định bắt Chu Tiểu lôi lại, nhưng họ còn chưa đến gần đã bị Ngô Bình chặn trước mặt rồi nói, muốn động vào cô ấy thì phải hỏi ý kiến tôi đã. Trường tộc lừ mắt với anh rồi nghiêm giọng nói, cậu kia, đây là chuyện của gia tốc tôi, cậu là người ngoài thì đừng có xen vào. Tốt nhất ông nên nghe lời tôi, Ngô Bình rút chứng nhận của mình ra, tôi là người của Cục An ninh Trật tự, nhận lệnh cấp trên đến điều tra về nguyên nhân cái chết của Chu Phủ Sinh, ngoài ra còn điều tra cả chu đại cường và chu kiến hùng nữa trường tộc hoàng hồn nhìn tờ chứng nhận ấy rồi nói đây là chứng nhận giả ngô bình nói giả hay thật thì ông ta kiểm tra thì biết tôi là ngô bình anh đỡ chu tiểu lôi dậy rồi nói chúng ta đi thôi không ai dám ngăn cản họ dẫu sao người của cục an ninh trật tự cũng là nhân vật rất lớn hai người quay về xe chu tiểu lôi nói anh ngô bình em muốn về nhà lấy ít đồ Ngô Bình gật đầu rồi lái xe tới trước một ngôi nhà ba tầng trong làng. Cổng đã bị khóa, bên trong thì tan hoang. Chu Tiểu lôi mở cửa ra, sau đó đi thu dọn ít đồ dùng cần thiết. Ngô Bình đi lên sân thượng, từ đây anh có thể nhìn thấy con sông lớn cuồn cuộn. Ban đầu, Ngô Bình không thấy gì, nhưng sau đó chợt thấy có ánh sáng lóe lên dưới sông. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy ánh sáng ấy càng rõ hơn, nó như một bông sen giữa con sông lớn nhưng vài phút say, ánh sáng ấy đã biến mất, sau đó không còn xuất hiện nữa. Ngô Bình thầm thấy hiếu kỳ, tiếp tục quan sát xung quanh, nhưng đến khi Chu Tiểu Lôi lên tìm thì anh cũng không nhìn thấy ánh sáng đó nữa. Anh hỏi Chu Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, thôn này tên là Hóa Long vì có liên quan đến sự tích hóa rồng à? Chu Tiểu Lôi gật đầu, đúng rồi anh, nghe nói từ thời tiền minh có một con mãng xà đã hóa rồng ở đây, rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh vượng đó nên người đời sau thấy đây là một vùng đất quý nên mới chuyển đến dần và thành một thôn đấy. Sau nhiều diễn biến thì thành thôn Hóa Long như bây giờ. Ngô Bình hỏi, em có biết địa điểm Hóa Rồng không? Chu Tiểu Lôi chỉ ngay về phía xuất hiện ánh sáng, ở đó kìa anh, phía bên trái có đất bồi, thôn đã cắm biển và ghi chú rõ ràng ở đó. Ngô Bình thầm nghĩ, lẽ nào ánh sáng đó có liên quan đến sự tích Hóa Rồng từ thời xa xưa? Nhưng bây giờ anh không có thời gian để tìm hiểu, vì hôm nay là ngày cười của Chu Kiến Hùng và Tống Phương, anh phải đến chúc mừng. Hai người lên xe rồi quay lại huyện Thuần Nhiên. Trên đường đi, Hoác Vân Đô đã gọi đến thông báo đang tiến hành điều tra, hiện giờ đã có một số bằng chứng. Chu Kiến Hùng có rất nhiều người chống lưng cho, từ đại đội trưởng đội hình sự, tới chủ tịch huyện Thuần Nhiên và nhiều nhân vật có quyền thế khác. Nói chung, Chu Kiến Hùng có thể hô mưa gọi gió ở đây mà không ai dám làm gì cả. Ngoài ra, Chu Kiến Hùng còn qua lại gần gũi với một cao thủ ở thành phố Cửu Long, người đó tên là Lưu Hải Vương, tông sư cảnh giới thần. Nhà họ Lưu của Lưu Hải Vương là một gia tộc võ cổ truyền từ lâu đời, cao thủ lấp lấp. Nói đến đây, Hoắc Vân Đô, thủ lĩnh, động vào tên này là đắc tội với Lưu Hải Vương đấy. Ngô Bình trầm ngâm nói, tiếp tục điều tra, tìm hiểu rõ về Lưu Hải Vương và gia cảnh của người này cho tôi. Vâng. Chu Tiểu Lôi nhìn Ngô Bình rồi nói, anh Ngô Bình chuyện này khó lắm ạ ngô bình tiểu lôi em có biết lưu hải vương không chu tiểu lôi suy nghĩ rồi nói anh em từng nhắc đến người này bảo ông ta là một người kiêu hùng hơn nữa còn giỏi võ nghệ ngô bình lưu hải vương chơi thân với chu kiến hùng có khả năng lần này chúng ta phải đụng độ với ông ta đó chu tiểu lôi giật mình anh ngô bình hay mình tạm dừng để thư thả nghĩ cách đã cô ấy không muốn vì chuyện của nhà mình mà liên lụy đến ngô bình Ngô Bình đã cứu cô ấy là cô ấy cảm kích anh lắm rồi. Ngô Bình cau mày nói, dù không biết em thì anh vẫn phải trả thù cho anh phù sinh, lát đến hôn lễ, anh sẽ tặng họ một món quà lớn. Theo tin tình báo của Hợp Vân Đô, Ngô Bình và Chu Tiểu Lôi đã đến một khu sang trọng của huyện Thuần Dương là khu Giang Thiên. Nơi này gộp cả núi và bờ sông lại, nối liền là một cây cầu, muốn qua cầu thì phải được chủ của nơi này đồng ý. Xe của Ngô Bình vừa tới, Người bên trong thấy anh lái chiếc M8 đắt tiền thì khách sáo hỏi, anh đến tham gia tiệc cưới ạ? Ngô Bình nói, tôi đến tham gia hôn lễ của Chu Kiến Hùng và Tống Phương, phiền anh mở cửa. Nghe thấy Ngô Bình nói đúng tên cô dâu và chú rể, người bảo vệ không hỏi nhiều mà mở cửa ra ngay, xe của Ngô Bình thuận lợi đi thẳng vào trong. Chương 169, ông ta muốn đấu thì tôi đấu với ông ta. Bên trong sảnh tiệc của Giang Thiên Hoa phủ tràn đầy khách khứa các nhân vật nổi tiếng của giới chính trị và giới làm ăn đều tới đây nịnh nọt. Ngô Bình và Chu Tiểu Lôi đến sảnh tiệc thì Chu Kiến Hùng đang đứng đón khách trước cửa. Khi ông ta thấy Chu Tiểu Lôi thì sướng ra, há miệng định nói gì đó. Nhưng Ngô Bình đột nhiên đi tới vỗ vai ông ta vài cái, cười nói, giám đốc Chu, chúc mừng nhé. Chu Kiến Hùng hơn 40 tuổi, Ngô Bình vỗ như vậy khiến ông ta thấy khó chịu. Ông ta nhìn Ngô Bình, nói cậu là ai? Ngô Bình lui lại vài bước, lạnh lùng nói tôi tới để tặng quà cho ông chu kiến hùng dường như hiểu ra ông ta đột nhiên kêu lên người đâu đuổi chúng ra ngoài bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ lúc này họ lao tới định đuổi ngô bình và chu tiểu lôi ra ngoài nhưng họ vừa định ra tay thì chu kiến hùng đột nhiên kêu lên thảm thiết xương ông ta bắt đầu vặn vẹo biến hình cơ bắp trên làn da bắt đầu biến thành từng cục từng cục ngay sau đó ông ta bắt đầu mồm vẹo mắt lệch thốt lên tiếng kêu thảm thiết Đám người xung quanh sợ hết hồn, chú rể bị làm sao vậy? Chẳng mấy chốc một người phụ nữ xông tới, đỡ Chu Kiến Hùng hô lên, Kiến Hùng, anh không sao chứ? Chu Tiểu Lôi thấy người phụ nữ này thì nói, anh Ngô Bình, bà ta chính là Tống Phương. Ngô Bình âm thầm búng ngón tay, Tống Phương liền đột nhiên bật cười, cười tới nỗi không thở nổi, bà ta vừa cười vừa tiểu ra quần, hai chân run lẩy bẩy. Khách khứa liền xôn xao, có chuyện gì xảy ra vậy? ngô bình kéo chu tiểu lôi đi ra ngoài chu tiểu lôi liền hưng phấn hỏi anh ngô bình anh làm à ngô bình nói họ đã bị anh đánh lén tình trạng của chu kiến hùng sẽ kéo dài một tháng sau đó chết vì sức cùng lực kiệt còn tống phương sẽ cười nhiều quá mà chết tất nhiên anh sẽ không để chúng chết đi dễ dàng đâu chu tiểu lôi cảm thấy rất hả giận hai kẻ ác đó cuối cùng cũng phải chịu báo ứng sau khi đi ra giang thiên hoa phủ ngô bình liền tìm một khách sạn lân cận rồi đợi tin tức ở đó chẳng bao lâu sau Hoác Vân Đô đã tới, đem theo cả tin tình báo về nhà họ Lưu ở Giang Bắc. Nhà họ Lưu đó có hai tông sư cảnh giới thần, có thế lực rất lớn tại Giang Bắc, hơn nữa còn có quan hệ thông gia với thần y Vạn Phùng Xuân. Em gái Vạn Phùng Xuân chính là vợ của Lưu Hải Vương. Ngô Bình nhíu mày, nói như vậy thì một khi động vào Chu Kiến Hùng đồng nghĩa với việc đắc tội với ba tông sư cảnh giới thần. Hoác Vân Đô nói, cậu Ngô, Lưu Hải Vương có lẽ cũng ở trong sảnh hôn lễ, Ngô Bình nói, ông ta ở đó thì càng tốt, xem ông ta có thể hóa giải được chiêu trò của tôi không. Sau đó anh nói, tôi đưa anh một danh sách những đội trưởng đội cảnh sát, chủ tịch huyện của huyện Thuần Nhiên, anh hãy tra rõ địa chỉ nhà của họ cho tôi. Hoác Vân Đô kinh ngạc, cậu Ngô, cậu định làm gì? Ngô Bình nói, những người này đều là chỗ dựa của Chu Kiến Hùng, tôi phải đến gặp họ. Nói thế nào thì địa vị của tôi cũng cao hơn họ, họ chiêu đãi tôi cũng là điều đương nhiên. Hoắc Vân Đô biết Ngô Bình phải dùng chút thủ đoạn, nhưng có một số thứ anh ta không thể nói rõ, chỉ đành nói cậu Ngô, cậu phải cẩn thận, đừng để người khác nắm thóp. Ngô Bình nói, tôi hiểu mà. Hoắc Vân Đô đi điều tra, Ngô Bình yên tâm tu luyện, Chu Tiểu Lôi về phòng nghỉ ngơi. Anh tu luyện đến 5 giờ chiều, sau đó điều chỉnh lại động tác luyện thể, hiệu quả luyện tập rất tốt, thế nên anh còn bỏ quên cả bữa trưa. Chu Tiểu Lôi không dám làm phiền anh nên cứ đợi cho đến khi anh ra lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên chu tiểu lôi nghe máy nhân viên phục vụ nói anh ngô trên tầng có ông lưu muốn gặp anh chu tiểu lôi vội hỏi ông lưu nào ông lưu hải vương người đó nói tim chu tiểu lôi run lên cô ấy vội vàng gõ cửa phòng ngô bình ngô bình đẩy cửa ra lạnh nhạt nói lưu hải vương đến à chu tiểu lôi gật đầu anh ngô bình ông ta đến gây chuyện sao Ngô Bình lạnh nhạt nói, cho dù mục đích của ông ta là gì thì cứ gặp mặt đã. Anh và Chu Tiểu Lôi cùng đi đến sảnh tầng 1, trong sảnh nhỏ có một người đàn ông trung niên đứng đó. Người đó khoảng 45 tuổi, không cao lắm, nhưng cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, đôi mắt lạnh lẽo đầy khí thế. Thấy Ngô Bình tới, ông ta liền quay người, hai người đều đánh giá đối phương. Khoảng nửa phút sau, Ngô Bình mới nói, ông tìm tôi sao? Người đó chắp hai tay lại thành quyền, tôi là lưu hải vương không biết nên xưng hô với cậu thế nào ngô bình nói tôi là ngô bình tông sư lưu tìm tôi có chuyện gì lưu hải vương lạnh nhạt nói hôm nay cậu cũng đến dự hôn lễ của chu kiến hùng sao ngô bình nói tôi đã đi còn chúc mừng trực tiếp hôn lễ diễn ra thuận lợi chứ sắc mặt lưu hải vương sầm xuống cậu ngô cậu ra tay với người bình thường như thế không vẻ vang lắm nhỉ ngô bình liền bật cười ông nói gì vậy tôi không hiểu Lưu Hải Vương nhíu mày, người thông minh không nói vòng vo, tại sao cậu lại ra tay với Chu Kiến Hùng? Ngô Bình nhìn ông ta, ông định ra mặt thay Chu Kiến Hùng à? Lưu Hải Vương hừ lạnh, Chu Kiến Hùng là anh em kết nghĩa của tôi, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, nếu đã như thế thì 9 giờ tối nay tôi sẽ đợi ông ở công viên đối diện. Cậu không định nể mặt chứ gì? Trong đôi mắt Lưu Hải Vương tóe lên lửa giận, tốt lắm. Tôi mong cậu sẽ không hối hận. Lưu Hải Vương quay người rời đi, chuyện Giang Hồ thì sẽ dùng cách của Giang Hồ để kết thúc. 9 giờ tối nay ông ta sẽ đấu với Ngô Bình. Nhìn ông ta đi, Ngô Bình quay về khách sạn. Sau khi ăn nhẹ, anh tiếp tục tu luyện đoàn thể thuật đến tận 8 giờ tối. 8 rưỡi, Hoác Vân Đô quay về, anh ta đã tra ra địa chỉ của những người kia. Nghe nói Ngô Bình định đánh nhau với Lưu Hải Vương, anh ta vô cùng căng thẳng, nói cậu Ngô, cuộc đấu giữa các tông sư không phải chuyện nhỏ, tôi phải báo cáo với đường chủ. Ngô Bình không phản đối, có thể, cứ báo đi. Tại trụ sở chính của Giang Nam Đường, đường chủ lý Kim Tượng nhận được tin tức liền nhảy bật dậy khỏi ghế cái gì. Ngô Bình sắp đánh nhau với Lưu Hải Vương. Không được, lập tức ngăn lại. Ông ta gầm lên khiến Hoác Vân đô đầu bên kia giật nảy mình, anh ta đưa điện thoại cho Ngô Bình. Ngô Bình nói, chào đường chủ. Lý Kim Tượng cố đè nén sự bực tức trong lòng. Ngô Bình, tôi biết cậu có mối quan hệ, có chống lưng, nhưng tôi nhắc nhở cậu, Nhà họ Lưu không dễ chọc đâu. Nếu lần này cậu đánh nhau với Lưu Hải Vương mà thắng thì cậu sẽ có thêm một kẻ thù, mà nếu thua thì cậu không giữ được mạng đâu, cần gì phải làm thế chứ?" Ngô Bình lạnh nhạt nói, "Đường chủ, không phải tôi muốn đấu với ông ta mà là ông ta muốn đấu với tôi." Lý Kim Tượng nói, "Tóm lại là cậu hãy suy nghĩ kỹ, nói xong ông ta liền cúp máy ngay." Ngô Bình thấy rất lạ, anh hỏi Hoắc Vân Đô, "Đường chủ có quan hệ với nhà họ Lưu ở Giang Bắc sao?" Hoắc Vân Đô nói: Đường chủ không có quan hệ với nhà họ Lưu, nhưng nhà họ Lưu là gia tộc lớn chấn giữ Giang Bắc. Nếu nhà họ Lưu có vấn đề gì thì giới Giang Hồ ở Giang Bắc sẽ náo loạn. Ngô Bình nói với vẻ khó hiểu: Ý anh là thế lực Giang Hồ các nơi cần thế lực như nhà họ Lưu chấn giữ mới yên ổn được sao? Hoắc Vân Đô gật đầu: đúng vậy. Thế nên thế lực như nhà họ Lưu vừa là mục tiêu bảo vệ vừa là mục tiêu hợp tác của quốc gia. Ngô Bình hừ một tiếng: tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ông ta muốn đấu thì tôi đấu với ông ta. Chương 170, Lý Long Thần. Hoắc Vân Đồ trầm mặc một lúc, nói, nhà họ Lưu ở Giang Bắc không chỉ là thế gia võ học, tập đoàn Đông Giang mà họ nắm giữ còn có lượng tài sản khổng lồ. Chính vì thế mà nhà họ Lưu là một trong ba gia tộc lớn nhất Giang Bắc, vươn tầm đến rất nhiều phương diện. Ngô Bình tất nhiên hiểu nhà họ Lưu ở Giang Bắc không đơn giản, nhưng dù thế nào anh cũng phải báo thù cho anh em, thế nên chuyện này không thể nhân nhượng được. Cùng lúc đó tại Giang Nam Đường, cơ thể cao to của Lý Kim Tượng đi qua đi lại trong văn phòng, thực ra ông ta không hiểu quá rõ về thân phận của Ngô Bình, chỉ biết anh là phó đường chủ, là người do đại nhân Dương Mộ Bạch sắp xếp. Nhưng chuyện ở Giang Bắc không phải là chuyện nhỏ, một khi làm lớn chuyện thì khó có thể khống chế cục diện, thế nên ông ta vô cùng phiền não. Sau khi do dự, ông ta quyết định hỏi Dương Mộ Bạch. Sau khi điện thoại được kết nối, Lý Kim Tượng đứng thẳng tắp, đại nhân Dương, cấp dưới Lý Kim Tượng có việc muốn báo với đại nhân. Dương Mộ Bạch nghe ông ta nói xong thì lạnh lùng nói, nhà họ lưu ăn no rừng mỡ à, còn dám quản chuyện của chúng ta. Ông không cần lo chuyện này nữa, tôi sẽ tới gặp nhà họ lưu. Sau khi cúp máy, Dương Mộ Bạch gọi điện cho đại đệ tử của mình. Đại đệ tử của ông tên là Lý Long Thần, có tổ chức vệ sĩ Bắc Phương ở Hà Đông, đảm nhiệm chức tiêu đầu. Tổ chức vệ sĩ bây giờ cũng khá giống với tổ chức hộ vệ thời xưa, nhưng nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Lý Long thần nhận điện thoại của sư phụ thì lập tức cung kính đứng lên, "Vâng, đệ tử lập tức đi làm." Cúp máy xong, biểu cảm của hắn trở nên kỳ lạ. Hóa ra hắn có một tiểu sư thúc, hơn nữa tiểu sư thúc còn nảy sinh xung đột với nhà họ Lưu ở Giang Bắc, tối nay sẽ quyết đấu với Lưu Hải Vương. Tiểu sư thúc đúng là không thể khiến người ta bớt lo được, hắn cảm thán. Sau đó lệnh cấp dưới chuẩn bị trực thăng, hắn sẽ đích thân đến Giang Bắc. Giang Bắc, tại nhà họ Lưu. Khu nhà họ Lưu nằm ở khu biệt thự nhà họ Lưu. Vị trí của khu biệt thự nhà họ Lưu rất tuyệt vời, phía tây là rừng táo, phía nam là rừng dâu, phía đông kề sông, phía bắc tựa núi, là một vùng đất phong thủy hội tụ. Lúc này gia chủ của nhà họ Lưu là Lưu Hải Thánh đang luyện công trong sân. Ông ta đã giao hết việc làm ăn của gia tộc cho đám con cháu xử lý. Phần lớn thời gian ông ta dùng để luyện công. Đột nhiên một đệ tử đến báo, "Sư phụ, có điện thoại từ bên ngoài đến nói, Lý Long Thần ở Hà Đông muốn đến thăm." Người Lưu Hải Thánh run lên, Lý Long Thần chính là tông sư cảnh giới tiên thiên nổi tiếng, hoàng đế không ngai của Hà Đông, sư phụ của người đó nghe nói là một vị võ vương. Một nhân vật thế này không hề có chút quan hệ gì với ông ta cả, tại sao hôm nay lại đến gặp? Lưu Hải Thánh hơi căng thẳng, ngộ nhỡ lý long thần muốn đấu võ với ông ta hoặc trực tiếp giết chết ông ta thì ông ta không thể làm gì được xét về thực lực thì ông ta không bằng xét về chống lưng thì ông ta cũng không bằng sao mà đấu được hơn nữa tổ chức vệ sĩ của người đó cao thủ nhiều như mây anh tài các nơi đều phải nể mặt lý long thần nhà họ lưu còn lâu mới so được ông ta thấy đầu dối tung liền hỏi đệ tử sư thúc của con đâu người ông ta hỏi chính là em ba của mình lưu hải vương đệ tử khá do dự khiến Lưu Hải Thánh tức điên, nói. Đệ tử sợ tới nỗi quỳ xuống đất, sư phụ, sư thúc đã đến huyện Thuần Nhiên. Phía sư huynh truyền tin tức đến, sư thúc sắp so chiêu với một tông sư cảnh giới thần tên Ngô Bình, hẹn 9 giờ tối nay. Cái gì, Lưu Hải Thánh vô cùng kinh ngạc, tông sư so chiêu thì chắc chắn có một bên phải chết, nếu đối phương là tông sư cảnh giới thần thì chắc chắn thế lực sau lưng không đơn giản, sao em mình lại hành xử thiếu cẩn thận như thế chứ? sau đó ông ta giật bắn mình liệu lý long thần đến đây có liên quan đến chuyện này không ông ta vội vàng gọi cho lưu hải vương may mà kết nối được ngay ông ta vội nói em ba mau về nhà ngay trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi lưu hải vương kinh ngạc anh cả có chuyện gì vậy lưu hải thánh nói lý long thần của hà đông muốn giết anh em mau về đây nếu không một mình anh không đấu lại được lưu hải vương hốt hoảng anh cả đừng hoảng loạn em về ngay đây Lưu Hải Vương cũng không còn tâm trí quan tâm cuộc chiến tối nay nữa, vội vàng lao như bay về nhà. Huyện thuần nhiên cách nhà họ Lưu không xa, chỉ hơn một tiếng ông ta đã về tới. Khi Lưu Hải Vương nhìn thấy anh cả mình đang bình tĩnh đợi trong sân thì ông ta biết mình bị lừa, liền tức giận gào to: "Anh cả, anh lừa em sao?" Lưu Hải Thánh liền hừ lạnh: "Anh lừa em cái gì?" Lý Long Thần đang trên đường đến đây, sắp tới nơi rồi. Lưu Hải Vương nhíu mày lý long thần có mưu đồ gì vậy hắn nghĩ mình là tông sư cảnh giới tiên thiên là có thể tùy tiện bắt nạt chúng ta sao lưu hải thánh liền vỗ ghế đủ rồi đấy lý long thần đến đây là vì em đấy lưu hải vương liền sững sờ vì em sao lưu hải thánh nếu không thì sao em vừa hẹn đấu với người ta thì ngay sau đó lý long thần đã tìm đến tận cửa trên đời này có chuyện trùng hợp thế sao lưu hải vương càng nhíu chặt mày ngô bình có quan hệ với lý long thần sao E là như vậy, Lưu Hải Thánh khẽ thở dài, em đấy, suýt nữa đã gây ra họa lớn rồi. Ngộ nhỡ chọc tức Lý Long Thần thì cả nhà họ Lưu sẽ gặp xui xẻo. Lưu Hải Vương tức giận hừ một tiếng, cảnh giới tiên thiên thì có gì ghê gớm. Trong vòng 10 năm em cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó. Không phải còn tận 10 năm nữa sao? Lưu Hải Thánh chừng thằng em ba của mình, hơn nữa thế lực sau lưng Lý Long Thần vô cùng đáng sợ. Sư phụ hắn là một vị võ vương, em có đấu lại không? lưu hải vương liền im miệng quả thực nếu đối đầu với cao thủ võ vương thì ông ta chỉ có nước chịu chết sau đó lưu hải thánh liền hỏi nguyên do lưu hải vương nói ra mọi chuyện nghe lưu hải vương nói xong lưu hải thánh liền nói tên ngô bình này hiển nhiên là báo thù cho chu phủ sinh sao em lại phải tham gia vào mối ân oán này lưu hải vương nói anh cả chu kiến hùng là anh em kết nghĩa của em vớ vẩn lưu hải thánh chửi ầm lên cái loại bạn nhậu ấy chết thì chết thôi đáng để em phải ra tay hà. Lưu Hải Vương còn muốn cãi thì bên ngoài đã vang lên tiếng trực thăng, có người vội vàng chạy vào, tiêu đầu lý đến thăm, đã đến ngoài cửa rồi ạ. À. Lưu Hải Thánh kinh nhạc, liền vội vàng kéo anh em ra đón. Khi ra đến cửa, một chiếc trực thăng hạ cánh cách đó trăm mét, Lý Long Thần bước xuống. Lý Long Thần cao gần 2 mét, còn chưa đi đến mà luồng khí thế áp đảo đã khiến anh em nhà họ Lưu kinh hãi. Đại Tông Sư đến thăm, nhà họ Lưu thấy vinh hạnh vô cùng, Lưu Hải Thánh cười lớn, đi nhanh tới tiếp đón. Hai người đã từng gặp mặt, Lý Long Thần đưa tay bắt tay với Lưu Hải Thánh sau đó lắc mạnh, cười nói anh Lưu, hai năm không gặp, anh lại mạnh hơn nhiều rồi. Lưu Hải Thánh phất tay, trước mặt Đại Tông Sư thì tôi nào dám nói đến Tu Vi. Lưu Hải Vương cũng vội ôm quyền chào hỏi, dù sao người ta cũng là Đại Tông Sư, ông ta vẫn nên khiêm nhường. Lý Long thần liếc nhìn Lưu Hải Vương, cười nói, anh Hải Vương nghe nói năm ngoái mới lên cảnh giới thần nhì. Chúc mừng, chúc mừng. Lưu Hải Vương nói, bẩm đại tông sư, tháng 3 năm ngoái tôi mới bước vào cảnh giới thần, chút tu vi nhỏ bé cũng chẳng là gì trước mặt đại tông sư. Sau khi hàn huyên vài câu, Lưu Hải Thánh liền mời Lý Long Thần vào trong sân. Lý Long Thần chỉ đem theo hai tùy tùng, có thể thấy chuyến này đi rất vội. Lý Long Thần trực tiếp vào vấn đề, anh Lưu, tôi đến đây là vì có chuyện cần nói, Chuyện liên quan đến em trai của anh Lưu đây. Lưu Hải Vương giật thót, quả nhiên có liên quan đến Ngô Bình. Chương 171, tiểu sư thúc. Lưu Hải Thánh nói, "Ồ, em trai tôi đã đắc tội đại tông sư sao?" Lý Long Thần phất tay, "Đâu có đắc tội tôi, chỉ là tiểu sư thúc của tôi đã xảy ra xung đột với anh trai anh, hai người đã hẹn tối nay so tài." Lưu Hải Thánh kinh ngạc, "Cái gì? Tiểu sư thúc của đại tông sư sao?" Lưu Hải Vương cũng giật mình trời ạ à, thân phận của Lý Long Thần đã rất cao rồi tiểu sư thúc của hắn còn có thân phận cao cỡ nào chứ Lưu Hải Thánh chừng mắt nhìn em ba sau đó vội nói chuyện này tôi cũng vừa mới biết thế nên đã gọi em trai tới đây rồi Lý Long Thần lạnh nhạt nói sư tổ tôi mới nhận đồ đệ sư phụ tôi vô cùng yêu thương người sư đệ này tôi là đệ tử của người nên tất nhiên phải chia sẻ cùng sư phụ tôi thấy nên hủy cuộc chiến hôm nay đi nếu thực sự muốn ra tay thì hôm khác chúng ta hẹn địa điểm lý long thần này sẽ theo đến cùng câu sau cùng chính là uy hiếp hai anh em nhà họ lưu làm gì dám làm thế chỉ có thể nghe theo liên tục gật đầu vâng dạ lý long thần nói ắt hẳn hai người cũng biết sư tổ của tôi lưu hải thánh vội nói chúng tôi đã nghe nói về danh tiếng của ông đông phật lý long thần nói nếu đã biết thì tôi không nói nhiều nữa lưu hải vương ông đi xin lỗi tiểu sư thúc của tôi thì chuyện này coi như xong lưu hải vương không phục tại sao ông ta lại phải đi xin lỗi nhưng ông ta không dám nói ra vì danh tiếng của ông đông phật quá lẫy lừng ai dám đắc tội đệ tử của người đó không nói đến cái khác ba anh em của lý long thần trước mặt đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên hơn nữa hắn còn còn một sư phụ là võ vương lưu hải thánh lập tức nói đại tông sư tôi nhất định sẽ đích thân đi xin lỗi cùng em trai tôi Lý Long thần rất hài lòng, được, nếu hai người nể mặt thì sau này có gặp trên giang hồ tôi cũng sẽ nể mặt. Tôi không làm phiền nữa, cáo từ. Lý Long thần đã nói xong hết liền đứng lên rời đi, hai anh em nhà họ lưu vội đi ra tiến khách. Sau khi lên trực thăng, sắc mặt Lý Long thần trở nên rối rắm sau đó cắn răng nói tới huyện Thuần Nhiên. Thực ra hắn không muốn gặp Ngô Bình, dù sao Ngô Bình cũng là tiểu sư thúc, hắn gặp Ngô Bình thì phải dập đầu. Dù sao hắn cũng là đại tông sư cảnh giới tiên thiên mà lại phải dập đầu trước một tên nhóc, đúng là hơi mất mặt. Nhưng môn phái của hắn vô cùng tôn sư trọng đạo, nếu hắn không đến gặp thì sau này sẽ bị sư phụ mắng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đi gặp tiểu sư thúc, cũng để nhìn xem tiểu sư thúc có gì đặc biệt mà có thể khiến sư tổ thu nhận dù đã ở tuổi xế chiều. Lúc này Ngô Bình vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, anh đợi từ 8 rưỡi đến 10 giờ, Lưu Hải Vương dám bùng hẹn Điều này khiến anh rất không vui, chẳng lẽ tên này sợ sao? Đợi hồi lâu mà Lưu Hải Vương không đến, anh liền ngồi ở công viên luyện Ngũ Long Thánh Quyền. Anh đã luyện chiêu này vô cùng thuần thục, chỉ kém một bước nữa là có thể luyện đến đại thành. Chẳng mấy chốc đã đến 10 rưỡi tối, trong công viên chẳng còn mấy người. Anh chỉ lo luyện quyền, hoàn toàn không quan tâm đến sự thay đổi của thời gian. Đột nhiên tai anh động đậy, nhìn về phía bên trái, quát lên, ai đó? một bóng dáng cao to dũng mãnh tựa như thần ma dáng thế vung một quyền xuống đỉnh đầu anh. Đại tông sư cảnh giới tiên thiên, thấy đối phương tung quyền, Ngô Bình liền kinh ngạc, sức lực toàn thân bộc phát, anh mạnh mẽ tung chiêu thần long bạo vào đối phương. Thoáng cái, như lai thần canh bao phủ toàn thân anh, cơ bắp toàn thân anh rít gào, hai bàn tay đập mạnh vào nhau. Đồng thời, anh âm thầm tung ra hai nắm đấm, đá ra một cú. Âm. Uhm một luồng sóng khí lấy hai người làm trung tâm điên cuồng lan ra, thổi bay cát bụi lá cây. Người ra tay bay ngược mấy mét sau đó đáp đất an toàn. Sắc mặt ngô bình khựng lại, vì chiêu vừa rồi của đối phương hoàn toàn không có uy lực, không tạo thành thương tổn gì. Ngược lại, khi ra tay anh đá ra một cú, đánh ra hai nắm đấm đều đánh trúng đối phương. Đối phương là một người đàn ông cao to, trông khoảng 30, 40 tuổi, cao khoảng 2 mét, khí thế dũng mãnh hắn phun ra một ngụm máu, cười khổ quỳ bái Ngô Bình. Sư chất lý long thần kính chào sư thúc. Sư thúc, Ngô Bình ngạc nhiên, anh hỏi, anh là ai? Lý Long Thần nói, gia sư họ Dương, tên Mộ Bạch. Ngô Bình mới chợt nhận ra, hóa ra là đệ tử của nhị sư huynh. Anh đứng dậy đi, tôi không làm anh bị thương chứ. Anh đỡ Lý Long Thần dậy. Lý Long Thần đứng lên, hắn lau vệt máu trên khóe miệng, cười nói quyền pháp của sư thúc đúng là tuyệt diệu. Nếu như chúng ta cùng cảnh giới thì e là tôi đã chết rồi." Ngô Bình thở dài, anh ra tay mà chẳng thèm nói trước câu nào, ngộ nhớ tôi làm anh bị thương thì tôi không biết ăn nói với sư huynh thế nào. Lý Long Thần rất bối rối, hắn chỉ muốn thử năng lực của tiểu sư thúc mà không ngờ chính mình lại bị thương, đúng là mất mặt chết mất. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Ngô Bình thực sự rất mạnh. "Đừng động đậy, Ngô Bình giơ tay vỗ vài cái lên người hắn." lý long thần hỏi với giọng tò mò sư thúc vừa làm gì vậy ngô bình nói vừa nãy tôi đã dùng ngưng huyết chỉ tôi vừa giúp anh giải trừ lý long thần kinh hãi hóa ra vừa nãy mình đã trúng ngưng huyết chỉ hơn nữa hình như ngưng huyết chỉ rất khó luyện thế mà tiểu sư thúc lại biết sao ngô bình vỗ mấy cái rồi nói xong rồi lý long thần quả nhiên thấy cơ thể nhẹ hẳn đi hắn rất kinh ngạc nói sư thúc ngưng huyết chỉ của sư thúc đáng sợ thật may mà tôi không phải kẻ địch nếu không chắc chắn sẽ chết ngô bình hỏi sao anh biết tôi ở đây còn chạy tới đây tìm tôi lý long thần thuật lại mọi chuyện nghe thấy chuyện này là do sư huynh hạ lệnh ngô bình liềm gật đầu sư huynh sợ tôi chịu thiệt thòi thực ra tên lưu hải vương kia cũng chẳng mạnh tôi dùng ba chiêu là có thể đánh chết ông ta lý long thần nghe nà thấy ra đầu tê dại vội vàng gật đầu sư thúc ông ta không cùng đẳng cấp với sư thúc Nhà họ Lưu chẳng là cái thá gì cả, nếu không phải sợ sư phụ mắng thì hôm nay tôi đã san bằng nhà họ Lưu để trút giận cho sư thúc rồi." Ngô Bình phất tay, "Không cần đâu, nếu nhà họ Lưu không nhúng tay vào nữa thì coi như mọi chuyện đã qua." Lý Long Thần cười nói, "Phải phải, tha cho họ một mạng." "Sư thúc, chuyện bên này còn cần sư chất giúp không?" Ngô Bình nói, "Tôi có thể tự xử lý, không cần anh ra tay." Nói xong anh chợt ồ lên, anh phát hiện sau lưng Lý Long Thần có cắm ba cây kim cực nhỏ, tất cả đều cắm vào đại huyệt. Long Thần, kim trên lưng anh từ đâu ra vậy? Lý Long Thần kinh ngạc, sao sư thúc lại phát hiện ra được? Hóa ra vào hồi hắn 45 tuổi, hắn vừa mới lên cảnh giới tiên thiên, tràn đầy khí thế liền đi khiêu chiến đại tông sư cảnh giới tiên thiên nổi tiếng đương thời là Âu Dương Trích Tinh. Kết quả kinh mạch bị tổn hại bởi cửu u sát canh của đối phương, mỗi khi trời mưa toàn thân sẽ đau đớn vô cùng. Căn bệnh này khiến tu vi của hắn cứ ngừng mãi không tiến lên, vì một khi hắn tu luyện thì kinh mạch sẽ đau nhức vô cùng, không thể chịu nổi. Mười năm nay hắn đi khắp thế giới, tìm hết các thầy thuốc nổi tiếng, thậm chí còn xin cả sư tổ giúp đỡ mà vẫn không thể chữa khỏi. Ngô Bình nói, tôi là thầy thuốc nên đương nhiên nhận ra. Cây kim trên lưng anh để giảm bớt đau khổ đúng không? Lý Long thần liên tục gật đầu, sư thuốc tinh mắt quá, kim trên người tôi là do thánh thủ mạt hưu châm vào, hiệu quả rất tốt, nhưng không thể rút ra, nếu không tôi không thể chịu được. Ngô Bình lắc đầu, mặt hưu tuy y thuật rất cao siêu nhưng tiếc là không thể chữa tận gốc cho anh. Thế này nhé, anh đừng đi nữa, theo tôi về đi, tôi sẽ chữa khỏi cho anh. chương 172, tay vàng chữa thương. Người Lý Long thần run lên, ý sư thúc là căn bệnh của tôi có thể chữa khỏi sao? Ngô Bình nói, tất nhiên rồi, nhưng bị đã lâu nên chữa trị cũng hơi rắc rối. Lý Long thần giật bắn mình, sư thúc, rắc rối đến mức nào vậy, có phải cần mấy thứ như linh dược không? Ngô Bình cười nói, không cần, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày rồi uống mấy thang thuốc thôi. Nghỉ ngơi vài ngày, Lý Long thần kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, sư thúc, mấy ngày là có thể trị khỏi được sao? Ngô Bình nói, cũng tầm đấy, được rồi, không đứng đây nói chuyện nữa, theo tôi về khách sạn đi. Lý Long thần vô cùng hưng phấn, vì kinh mạch đau đớn mà hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ, chịu sự dày vò mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ khi thấy có hy vọng có thể chữa khỏi, nội tâm hắn kích động vô cùng. Lúc này hắn vô cùng cảm kích Ngô Bình, đồng thời cũng hiểu vì sao sư tổ lại nhận Ngô Bình làm đồ đệ, bởi tiểu sư thúc của hắn không hề đơn giản. Hai người về tới khách sạn, chu tiểu lôi vốn đang nơm nớp lo sợ chờ đợi, khi thấy Ngô Bình an toàn quay về thì mới thở dài một hơi. Ngô Bình bảo cô ấy về nghỉ ngơi trước, sau đó chữa trị cho Lý Long Thần trong căn phòng của mình. Quá trình trị liệu thực ra rất đơn giản, châm cứu kết hợp với chân khí màu vàng kim, chỉ cần vài ngày là có thể chữa khỏi cho kinh mạch của Lý Long Thần. Sau khi châm kim cho Lý Long Thần, lại dùng chân khí điều dưỡng nửa tiếng đồng hồ, anh liền từ từ điều động chân khí. Lần này Lý Long Thần cảm thấy kinh mạch không còn đau đớn như trước nữa, hắn liền mừng như điên. Sau đó Ngô Bình liền tu luyện anh bảo Lý Long Thần hãy từ từ khôi phục. Thời gian còn lại anh điều chỉnh một chút đối với 5 bộ động tác đoàn thể thuật còn lại. 12 bộ động tác kết hợp với 24 tiếng luyện tập hết một lượt, anh đã thu hoạch được rất nhiều, cũng hiểu rõ hơn về đoàn thể thuật. Anh hiểu rằng chỉ cần kiên trì tu luyện đoàn thể thuật thì khoảng một năm sau anh sẽ khơi thông được khoảng 1 phần 3 đường kinh mạch cấp 4. Hơn nữa trong quá trình đó, anh có thể xây dựng vòng tuần hoàn chân khí, có trợ giúp rất lớn đối với tu vi của anh. Lý Long thần tu luyện rất lâu, cảm giác đau đớn nơi kinh mạch cũng đã giảm bớt rõ ràng, nằm trong phạm vi mà hắn có thể chịu được. Sáng sớm, Ngô Bình lại dùng chân khí màu vàng kim chữa trị cho hắn nửa tiếng, sau đó bảo hắn tiếp tục tu luyện. Buổi sáng, hai anh em Lưu Hải Thánh và Lưu Hải Vương đến gặp anh. Khác hẳn với hôm qua, Lưu Hải Vương nhỏ nhẹ xin lỗi Ngô Bình. Cũng chỉ là những lời khách sáo, nhưng Ngô Bình cũng chẳng muốn đối đầu với nhà họ Lưu, thế nên đã hòa giải với Lưu Hải Vương. Trong suốt quá trình đó, Lý Long Thần thậm chí còn không xuất hiện. Sau khi tiến hai anh em nhà họ Lưu đi, Lý Long Thần mới đi ra cười nói, sư thúc, Lưu Hải Vương cũng tạm biết điều, hiểu nên coi trọng điều gì. Ngô Bình gật đầu, người anh em tốt của tôi là Chu Phù Sinh bị tên khốn kiếp Chu Kiến Hùng hại chết, tôi tới đây để báo thù cho người đó. Lý Long Thần nói, sư thúc, ở Giang Bắc này có chi nhánh của tiêu cục Bắc Phương của tôi, có gì cần thì sư thúc cứ nói. Ngô Bình nói không cần, trước đó anh đã từng nghe nói đến vệ sĩ, liền tò mò hỏi, bây giờ còn dùng nhiều đến vệ sĩ không? Việc làm ăn của anh có tốt không? Lý Long Thần cười nói, xem ra sư thúc không hề hiểu nghề vệ sĩ. Lý Long Thần liền nói tình huống sơ qua cho Ngô Bình biết. Tiêu cục bây giờ khác với ngày xưa, giống như chính quyền bây giờ đã có công dụng đầy đủ hơn hẳn ngày xưa. Thực ra tên công ty của Lý Long Thần công bố ra bên ngoài là công ty bảo an Bắc Phương mà người trong giang hồ gọi là tiêu cục Bắc Phương. Tiêu cục Bắc Phương hoạt động trên rất nhiều phương diện, không chỉ đáp ứng yêu cầu vệ sĩ của người trong giang hồ mà còn phục vụ cung cấp vật phẩm và bảo quản tài sản. Ví dụ như có một ai đó trong giang hồ mới nổi, người đó chiếm giữ một địa bàn nhất định, nhưng tạm thời không có năng lực bảo vệ địa bàn thì có thể mời người của tiêu cục Bắc Phương gia tăng lực lượng của mình. Ngoài ra đối với thế giới bình thường, công ty bảo an Bắc Phương cũng có sức ảnh hưởng trên nhiều phương diện. Ví dụ như vận chuyển tiền của ngân hàng, làm vệ sĩ tư nhân, làm công tác an ninh cho hội đấu giá, đó đều là những công việc làm ăn khấm khá. Hơn nữa ngay từ 10 năm trước là Lý Long Thần đã đầu tư vào hai công ty, bây giờ giá trị trên thị trường của hai công ty đã hơn 500 tỷ tệ. Công ty bảo an Bắc Phương năm ngoái đã có doanh thu hơn 50 tỷ tệ, hơn nữa đây chỉ là thu nhập trong báo cáo. Một số người trong giang hồ thanh toán đều chuyển khoản trực tiếp cho Lý Long Thần không được tính vào trong khoản mục của công ty. Tóm lại là tiêu cục kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Mỗi năm trong tiêu cục đều có người chết, họ làm công việc liên quan đến chém giết máu tanh. Nghe lời giới thiệu của Lý Long Thần, Ngô Bình cũng có thêm kiến thức, thấy nghề này cũng khá thú vị. Khi nói chuyện, Lý Long Thần đột nhiên cười hỏi, nếu sư thúc hứng thú thì hôm nào có thể thử xem sao. Ngô Bình hỏi, Long Thần này, tiền lương của nghề này là bao nhiêu? Lý Long Thần nói, nếu là tông sư cảnh giới thần thì mỗi năm ít nhất 10 triệu tệ, mỗi một chuyến đều có thu nhập ngoài. Nếu tính ra thì mỗi năm có thể kiếm khoảng 50 triệu tệ. Nếu nhận những công việc nguy hiểm cao thì một lần có thể kiếm đến 100 triệu tệ. Mắt ngô bình phát sáng, một lần kiếm được 100 triệu tệ sao? Lần sau nếu có việc kiểu này thì anh gọi tôi nhé. Lý Long Thần bật cười, được. Đến buổi chiều, Ngô Bình lại chữa tiếp cho Lý Long Thần, sau đó bảo hắn nghỉ ngơi cẩn thận. Sau đó anh kê một đơn thuốc rồi bảo Lý Long Thần mỗi ngày uống một thang. Cứ như thế uống vài ngày là hắn có thể khôi phục hoàn toàn. Lý Long Thần lưu luyến không rời, trước lúc đi còn để lại số điện thoại cá nhân, nói Ngô Bình có chuyện gì thì cứ tìm hắn. Sau khi Lý Long Thần đi, Ngô Bình đi đến gặp chủ tịch huyện và đội trưởng đội cảnh sát của huyện Thuần Nhiên như kế hoạch đã lập ra. Chủ tịch huyện Thuần Nhiên tên Hạ Đăng Cao, còn đội trưởng đội cảnh sát tên là thôi trường viễn họ là chống lưng chủ chốt của chu kiến hùng lần này gặp mặt anh dùng thân phận điều tra viên đặc biệt cấp cao khi đến ủy ban huyện vừa biết thân phận của anh là hai người kia đã thấp thỏm không yên đành bảo sao nghe vậy nhưng họ cũng hiểu ý ngô bình đó chính là chu kiến hùng đang gặp xui xẻo nếu họ không ngoan ngoãn thì người tiếp theo sẽ là họ cuối cùng hạ đăng cao và thôi trường viễn đầu đầy mồ hôi tiễn ngô bình ra khỏi văn phòng Chiều hôm đó, Ủy ban huyện thành lập một tổ điều tra mà Hạ Đăng Cao làm tổ trưởng, Thôi Trường Viễn làm tổ phó, họ bắt đầu điều tra hành động phạm pháp của Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cương. Chống lưng phản kích, điểm yếu của Chu Kiến Hùng hoàn toàn bị bại lộ, các chứng cứ cũng được thu thập rất nhanh. Trước khi trời tối, một văn bản điều tra đã được đưa đến khách sạn Ngô Bình đang ở. Văn bản có ghi Chu Kiến Hùng và Chu Đại Cường, Tống Phương có liên quan đến hành vi giết người, chiếm đoạt tài sản công, hơn nữa còn có nhiều hành vi phạm tội như đe dọa vơ vét tài sản bắt cóc huyện thuần nhiên chính thức lập án điều tra ngoài ra những quyền lợi và cổ phần của chu phù sinh đều được chu tiểu lui kế thừa những cổ phần bị chu kiến hùng cướp đi trong thôn cũng được chu tiểu lui tiếp nhận ngô bình cũng khá hài lòng với kết quả điều tra và cách xử lý anh bảo đám người hạ đăng cao lập tức chấp hành buổi tối trong bệnh viện huyện ngô bình xuất hiện trước mặt chu kiến hùng lúc này chu kiến hùng vẫn mồm vẹo mắt lệch toàn thân co rút, đau khổ vô cùng. Trong phòng bệnh không có ai, ngay cả người nhà của ông ta cũng không muốn ở lại đây. Vì ông ta cứ kêu gào mãi không ngừng, chẳng ai chịu được. Ngô Bình vỗ vài cái lên người Chu Kiến Hùng, ông ta liền im bặt. Tuy Chu Kiến Hùng đau đớn nhưng tư duy của ông ta vô cùng rõ ràng. Ông ta chừng Ngô Bình, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi, ông ta kêu lên, rốt cuộc cậu muốn gì? Vì sao lại giày bò tôi, ông ta kêu suốt một ngày một đêm, giọng đã khản đặc ngô bình lạnh lùng nói chu phù sinh là anh em của tôi ông phải trả giá vì những gì mình làm chu kiến hùng vô cùng tuyệt vọng liền kêu lớn người đâu người đâu nhưng ông ta dốc hết toàn lực mà âm thanh phát ra vô cùng nhỏ bé người bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy ông ta tuyệt vọng liền đau khổ khóc lóc người anh em hãy tha cho tôi đi tôi giờ sống không bằng chết đúng là tôi đã hại chết chu phù sinh tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ chịu sự trừng phạt. Ông ta không muốn chịu sự đau khổ như vừa rồi nữa, con người không thể chịu đựng được như thế. Ông ta thà bị phán tù cũng không muốn chịu đựng nỗi đau đớn đó nữa. chương 173, thù này được báo. Được, tôi sẽ cho ông được tọa nguyện. Anh ra tay nhanh như chấp, điểm vài chỗ trên người Chu Kiến Hùng. Ông ta thấy người mình run lên, không thể khống chế nổi đại tiểu tiện, từng luồng khí lạnh chạy loạn trong người ông ta hốt hoảng gào lên cậu làm gì tôi thế ngô bình nói cũng không làm gì đây là ngũ độc âm thủ ông sẽ chết trong vòng một tuần khoảng thời gian còn lại ông hãy lo mà sám hối đi nói xong anh liền đi ra để lại chu kiến hùng đang gào thét thảm thiết chỉ tiếc là ông ta không thể phát ra âm thanh ông ta chỉ có thể trợn to mắt tuyệt vọng há hốc miệng ở một căn phòng bệnh khác ngô bình gặp tống phương tống phương vẫn đang cười nhưng nụ cười của cô ta không hề có sức sống khóe môi cô ta khô nứt hai mắt đỏ ngầu sống không bằng chết anh giơ tay vỗ vài cái tống phương bình tĩnh lại cô ta nhìn ngô bình nói với giọng khản đặc anh là ai bạn của chu phù sinh ngô bình lạnh nhạt nói tống phương cô hại chết chồng mình giờ cô hài lòng với cuộc sống bây giờ không tống phương vô cùng hoảng hốt tôi không hại phù sinh anh đừng nói bậy tay phải của ngô bình điểm vào không trung tống phương liền bật cười như điên cô ta vừa cười vừa khóc sống không bằng chết lăng thần thôn hóa long tộc trưởng sách bao lớn bao nhỏ đưa con trai chu đại cường đến bên bờ sông nói đại cường con đem theo số tiền mặt này đi dọc theo bờ sông tìm nơi nào mà trốn bố cảm thấy tình hình không ổn khoảng thời gian này con đừng quay về chu đại cường nói bố sợ gì chứ trong ủy ban đều là người của chúng ta mà tộc trưởng thở dài nghe lời bố đi lần này mọi thứ đã khác rồi. Bên bờ sông có một con thuyền nhỏ, người chèo thuyền bực bội nói có đi không? Chu Đại Cường bất lực leo lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ khởi động đi xuống hạ lưu dọc theo bờ sông. Nhưng thuyền đi đến giữa sông thì đột nhiên có một cánh tay dơ ra từ trong nước tóm Chu Đại Cường xuống sông. Người lái thuyền sợ tới nỗi hét lên, không dám động đậy. Dưới nước, Ngô Bình kéo Chu Đại Cường lặn xuống sâu, mãi đến khi tới độ sâu vài chục mét thì anh liền đấm gãy xương cột sống của gã. Chu Đại Cường không giấy ruộng nữa, gã trợn to mắt, há hốc mồm để nước chui vào. Nước lọt vào phổi hắn, chẳng mấy chốc hắn đã tắt thở. Sau khi giết Chu Đại Cường, Ngô Bình bơi lên trước, chẳng mấy chốc đã đến vị trí xa châu. Lần trước anh thấy nơi này có ánh sáng của bảo vật nên thấy tò mò. Nơi được gọi là nơi hóa rồng này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì anh lặn xuống đáy sông, mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra thì thấy ở vị trí 78 mét dưới lớp bùn ở đáy sông có một khoảng trống, thể tích to hàng một cái sân. Trong khoảng trống có một cái lò đan đang đậy nắp, ánh sáng đó được lóe ra chính từ chỗ này, vô cùng yếu ớt. Hóa ra là lò đan, tim ngô bình đập như điên. Anh nhìn thấy trong lò đan vẫn còn đan dược đã luyện xong chưa được rút ra, ánh sáng đó phát ra từ đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không nhận ra được công dụng của viên đan dược này, nhưng nếu đã là đan được, dù công dụng có là loại sơ cấp nhất thì cũng vô cùng phi phàm. Anh suy đoán, đan dược này ít nhất đã cũng phải khoảng 2.000 cân, lại còn được chôn ở nơi sâu thế này, muốn lấy nó ra là điều vô cùng khó. Hơn nữa chỗ trống kia hiển nhiên là một tòa thành dưới nước, việc mở cấm chế của tòa thành này thì bây giờ anh vẫn chưa làm được. Thôi kệ, đợi khi nào mình bước vào cảnh giới tiên thiên thì đến lấy lò đan này cũng không muộn. Anh thầm nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không yên tâm, ngộ nhỡ lò đan này bị người khác phát hiện, vậy không phải anh bị lỗ to sao? Sau khi do dự hồi lâu, anh quyết định ngày mai sẽ bàn bạc với Chu Tiểu Lôi chuyện xây một đình nghỉ mát trên mặt nước cạnh bãi cát này để che lấp ánh hào quang dưới nước. Bây giờ anh đã báo thù được cho Chu Phù Sinh, sự tức giận trong lòng ngực anh cũng dần tan biến. Tối đó anh đến nhà Chu Phù Sinh luyện tập đoàn thể thuật mãi đến khi trời sáng. Mới sáng ra Chu Tiểu Lôi đã đưa bữa sáng đến. Tối qua cô ấy đã biết Ngô Bình đến đây, thế nên mới sáng ra đã lái xe đến đây. Ngô Bình không có tâm trạng ăn uống, anh chỉ vào Sa Châu, hỏi Tiểu Lôi, mảnh đất phong thủy đó khá tốt, có thể xây một cái đình nghỉ mát ở đó rồi xây một cây cầu nổi núi với bên này. Mắt Chu Tiểu Lôi sáng lên, cô ấy nói, anh Ngô Bình, anh muốn sống ở đây sao? Ngô Bình cười nói, anh của em không còn thì sau này em sẽ là em của anh, anh sẽ thường xuyên tới thăm em chu tiểu lôi rất vui nói vậy mai em sẽ tìm người đến xây đình và xây cầu ngô bình gật đầu tiểu lôi anh đã báo được thù cho phù sinh rồi mà cổ phần mà họ cướp đi cũng đã quay về tay em rồi nhưng dù sao em vẫn còn trẻ quá không hiểu nhân tình thế thái anh nghĩ rằng em nên bán cổ phần cho ủy ban lấy tiền để đầu tư vào những thứ khác chu tiểu lôi nói em nghe theo anh ngô bình ngô bình tiếp tục nói tối qua anh đã nói với họ rồi cổ phần trong tay phù sinh chiếm 15%. Lợi nhuận của cả tập đoàn gần 300 triệu tệ, theo như tính toán trong 20 năm thì 15% cổ phần bằng với 900 triệu tệ. Cộng thêm cả 100 triệu phù sinh để giành được, tổng cộng có 1 tỷ. Số tiền này ủy ban sẽ chia cho em trong 3 năm. Năm thứ nhất là 400 triệu tệ, năm thứ hai là 300 triệu, năm thứ ba là 300 triệu. Em thấy làm như thế có được không? Chu Tiểu Lôi khẽ gật đầu, em đồng ý. Anh Ngô Bình, em có nhiều tiền như thế, em có nên gửi ngân hàng không? Ngô Bình liền bật cười, nếu em không biết quản lý tài chính thì hãy đưa cho anh, mỗi năm anh sẽ đưa cho em 10% lợi nhuận. Chu Tiểu Lôi cười nói, 10% nhiều quá, đưa em 3% là được. Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh đưa em 10% là vì anh kiếm được nhiều hơn, thế nên em không cần khách sáo với anh. Phải rồi, sau này em có dự định gì không? Chu Tiểu Lôi suy nghĩ một lúc nói em muốn sửa lại nhà sau đó cây dựng đình sau khi nghỉ ngơi em sẽ lên thị trấn làm giáo viên làm giáo viên sao ngô bình cười nói bây giờ em đã có tài sản bạc tỷ rồi sao lại phải làm giáo viên nữa chu tiểu lôi cúi đầu vì trong trường học có rất nhiều trẻ em rất náo nhiệt ngô bình im lặng giờ chu tiểu lôi chỉ có một mình nếu con người quá cô đơn thường muốn đi đến nơi náo nhiệt anh nói tiểu lôi em tìm bạn trai đi như thế thì sẽ không cô đơn nữa sắc mặt chu tiểu lôi rất bình thản tạm thời em không muốn yêu đương em ghét đàn ông ngô bình không biết nên an ủi thế nào cô ấy đã từng có trải nghiệm tăm tối để lại ám ảnh tâm lý làm giáo viên cũng tốt anh sẽ thường xuyên đến thăm em anh nói chu tiểu lôi cười nói anh nói lời phải giữ lời đấy nếu anh không đến thì em sẽ đến tỉnh ca tìm anh những chuyện còn lại thì không cần ngô bình phải ra mặt nữa Hoắc vân đô đã giúp anh chạy việc thế là buổi chiều hôm đó anh tạm biệt chu tiểu lôi lái xe quay về vân kinh ở vân kinh vẫn còn bệnh của trần lang sương cần chữa trị anh không thể đi quá lâu quay về vân kinh anh trị liệu cho trần lang sương một lần trước mấy ngày nay anh không ở vân kinh khiến trần lang sương hơi sốt ruột cuối cùng khi thấy ngô bình cô ấy mới thở phào anh ngô gần đây anh bận lắm à trần lang sương hỏi nếu anh thấy không tiện thì tôi có thể đến tìm anh anh không cần phải ngày nào cũng đến đây. Ngô Bình nói, không cần, cô hồi phục rất tốt, mấy ngày nay tôi sẽ chữa khỏi cho cô để sau này cô không đau đớn nữa. Trần Lăng Sương vội phất tay, không sao, chữa bệnh thì đâu nhanh như vậy được. Sau khi chữa trị cho Trần Lăng Sương, Ngô Bình đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, Lăng Sương, bên ngoài có người cứ thỏ đầu thụt cổ, dùng máy ảnh chụp phía này. Trường 174, đám côn đồ tới từ Thiên Kinh. Trần Lăng Sương lại không mấy để tâm, họ là phóng viên, không biết là ai đã truyền ra tin tức tôi sắp hồi phục và gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải, còn làm lộ địa chỉ của tôi. Thế nên rất nhiều phóng viên đều trực ở cửa để săn tin. Ngô Bình kinh ngạc, chuyện Trần Lăng Sương khỏi bệnh mà được chứng thực thì át hẳn giá cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải sẽ tăng vọt nhỉ. Anh mở điện thoại ra xem, quả nhiên giá cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải đã tăng lên 30%. Mấy ngày nay anh vẫn luôn thu mua cổ phiếu của công ty này, 100 triệu tệ trong tay giờ đã bị vơi đi không ít. Khi nào tiền của Tiểu Lôi vào tài khoản mình thì sẽ lấy đi mua cổ phiếu hết, anh nghĩ thầm. Lúc này trời đã tối, Trần Lăng Sương vội hỏi, tối nay anh Ngô có việc gì không? Ngô Bình nói, cũng không có chuyện gì. Trần Lăng Sương cười hỏi, vậy tối nay anh Ngô có thể ở lại đây ăn cơm không? Một mình tôi ở đây chán quá, muốn có người nói chuyện cùng. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi đồng ý, chữa trị bao lâu thế, hai người cũng coi như bạn bè, bạn bè nói chuyện phiếm cũng là điều bình thường. Trần Lăng Sương bảo người giúp việc chuẩn bị rượu vang và đồ tây để vừa ăn vừa nói chuyện. Cô ấy kể một số chuyện không thể để người ngoài biết trong giới giải trí, Ngô Bình nghe mà trợn mắt há mồm, anh cảm thấy cuộc sống của người trong giới này đúng là quá hỗn loạn. Họ ăn đến 8 giờ hơn thì chuông cửa reo lên, người làm đi mở cửa, sau đó một loạt tiếng ồn vang lên sau đó là tiếng bước chân rồn rập, một đống người ùa vào. các người không thể đi vào, tôi báo cảnh sát đấy, người làm quát to nhưng vô ích. cửa phòng bị đẩy mạnh ra, mười mấy người đàn ông mặc vest đen hung dữ xông vào đứng đầy phòng. dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vai hùng lưng gấu, để đầu đinh, trên đỉnh đầu có một vết sẹo dài, lúc cười mắt hiếp thành một đường thẳng, toát ra sự lạnh lùng. cô Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi. hắn sờ đầu mình, cười nhếch mép với Trần Lăng Sương. Trần Lăng Sương tức giận nói, Lâm Hổ Vương, anh tới đây làm gì? Lâm Hổ Vương liền bật cười, giám đốc tống của chúng ta nghe nói cô đã khỏe nên bảo tôi đến thăm cô xem thế nào. Không cần, mời anh ra ngoài ngay, Trần Lăng Sương lạnh lùng nói, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Báo cảnh sát, ha ha, cái vân kinh nhỏ bé này có ai dám bắt Lâm Hổ Vương này à, hắn cười quái dị. Trần Lăng Sương trầm giọng hỏi, rốt cuộc anh muốn gì? Lâm Hổ Vương bật cười, Lăng Sương à, ngày xưa nhờ có công ty hoa ảnh thiên kinh o bế mà cô mới nổi được. Tuy sau này vì cô bị bệnh mà công ty đã hủy hợp đồng, nhưng tình nghĩa của mọi người vẫn còn đó. Tình nghĩa, Trần Lăng Sương cười lạnh, là ai đã bỏ đá xuống giếng, còn đến tận tòa án tố cáo tôi, bắt tôi bồi thường tổn thất kinh tế. Là ai đã âm thầm xử lý cổ phiếu của tôi trong công ty. Vào lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất thì tình nghĩa của các người ở đâu lâm hổ vương cười nhạt trần lăng sương chúng tôi chỉ coi trọng giá trị thôi ngày xưa cô không có giá trị chúng tôi làm thế cũng là vì không còn cách nào sau đó hắn đi tới giơ tay kéo trần lăng sương cười nói nghe nói cô có thể đi lại được rồi đi cho tôi xem nào anh cút đi trần lăng sương quát to nhưng lâm hổ vương không quan tâm mà vẫn tóm cô ấy lên ngô bình nhíu mày đám người này quá hống hách không chỉ tự ý xông vào nhà dân mà còn dám hoành hành như vậy anh đứng dậy nói, tôi đếm đến ba, các người lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lâm Hổ Vương hít mắt lại, hắn quan sát Ngô Bình, thằng nhãi kia, cậu chui từ đâu ra mà dám nói với tôi như vậy, có biết tôi là ai không? Vừa dứt lời, Ngô Bình đột nhiên áp sát rồi đá lên mặt hắn. Một tiếng phụt vang lên, mũi Lâm Hổ Vương bị đạp trúng, hắn chảy máu không ngừng, nước mắt rơi như mưa. Hắn kêu lên thảm thiết, sau đó ôm mũi ngồi thụp xuống đất. Những người khác đều kinh ngạc, động tác nhanh quá, họ hoàn toàn không nhìn rõ cú đá của Ngô Bình. Ngũ Long Thánh Quyền, hai chân tựa như chân rồng, thần long biến hóa khôn lường, tất nhiên là họ không thể nhìn rõ được, càng không thể phòng bị. Khốn kiếp, dám đánh ông đây, ông đây sẽ, Lâm Hổ Vương nhảy lên, gào to sông về phía Ngô Bình. Bốp, hắn đang mắng thì bị Ngô Bình tát bay, hắn quay ngược 360 độ về sau, nện mạnh xuống mặt đất. Sau đó Ngô Bình dẫm chân lên đầu hắn, lạnh nhạt nói xưng ông đây với ai hả anh dẫm mạnh thêm lâm hổ vương liền đau tới nỗi gào thét thảm thiết đầu cứ như sắp nứt toạc tôi sai rồi tha mạng tha mạng hắn hét to cút ra khỏi vân kinh ngô bình đá bay hắn lâm hổ vương nhảy bật dậy rồi chạy ra ngoài chỉ sợ ngô bình lại ra tay một đám người lúc tới thì nhanh mà lúc đi cũng rất nhanh trần lăng sương thở phào cô ấy vô cùng cảm kích anh ngô cảm ơn anh ngô bình nói chuyện nhỏ thôi đã quen thân thế này rồi sau này cứ gọi tôi là ngô bình đi trần lăng sương nói được ngô bình à tên lâm hổ vương là xã hội đen ở thiên kinh cũng là tay sai của ông chủ tống quảng sinh của công ty hoa ảnh thiên kinh hôm nay anh đánh hắn tôi lo sau này hắn sẽ tìm anh báo thù ngô bình bật cười một tên tép siêu mà thôi không cần quan tâm hắn nếu tống quảng sinh mà dám gây rắc rối cho cô thì tôi sẽ tới thiên kinh đánh kẻ đó một trận trần lăng sương hơi do dự nói nhưng tống quảng sinh có thế lực rất lớn còn làm trong cơ quan hành chính của thủ đô tôi sợ ngô bình lạnh nhạt nói không phải sợ hai ngày nay tôi ở vân kinh có chuyện gì cứ gọi cho tôi trần lăng sương gật đầu lia lịa cảm ơn anh đời này có thể gặp được anh đúng là may mắn của tôi ngô bình liền bật cười đừng nói mấy lời xến xúa đó nào uống rượu đi sau khi uống hai chai rượu vang trần lăng sương thấy ngà ngà say Cô ấy vốn rất đẹp, lúc này trong vẻ đẹp còn pha chút men say khiến tim ngô bình đập thình thịch. Anh vội nói, không còn sớm nữa, tôi về đây. Trần Lăng Sương muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ nói, ừ, vậy tôi không tiến nhé. Sau khi ra đến sân, Ngô Bình chợt thấy hối hận. Nếu tối nay ở lại thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Anh vừa ra khỏi sân liền cảm thấy có người đang theo dõi mình. Mấy phút sau, anh đến một khu vườn. Bây giờ là 8 giờ hơn, nơi đây không có ai, vô cùng hưu quạnh. Anh đứng lại, lạnh nhạt nói, theo dõi tôi cũng lâu rồi đấy, ra đây đi. Trong một bóng cây bên cạnh có hai người nhảy ra, hai người này đều mặc áo khoác kín mít, đội mũ rộng vành, cúi thấp đầu. Ngô Bình liền bật cười, trời nóng thế này, các người mặc thế không sợ mẩn ngứa à? Anh cười nhưng trong lòng thầm cảnh giác, bởi hai người này có súng. Hai người từ từ đi đến khi còn cách anh khoảng mười mấy mét thì dừng lại người bên trái lạnh lùng nói anh đã đánh lâm hổ vương đúng không đúng vậy ngô bình nhìn kẻ đó anh muốn báo thù cho hắn kẻ đó bật cười anh đoán đúng rồi vừa dứt lời thì hắn giơ tay lên một viên đạn nhanh chóng bắn về phía ngô bình đây là lần đầu tiên anh đối mặt với đạn đối phương vừa giơ tay thì anh đã di chuyển ra xa mấy mét phụt đạn bắn vào cái cây đằng sau không bắn chúng anh Người còn lại cũng lấy súng ra, hai khẩu súng đồng thời phát đạn. Ánh mắt Ngô Bình trở nên lạnh lẽo, anh vung tay phải, hai viên đạn liền rơi xuống đất. Chương 175, Bang Long Sa. Anh rất tinh mắt, có thể nắm bắt được quỹ đạo đạn bay, chỉ phong mà niêm hoa chỉ phát ra có thể đánh rơi đạn. Cái gì? Hai sát thủ kinh hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy một người có thể tay không đánh bay đạn. ầm, um, Mặt đất rung lên, Ngô Bình đã tới gần hai người. Tay hai kẻ đó bị tóm chặt, bên tai nghe thấy tiếng rắc rắc, cánh tay đã gãy lìa, súng trong tay rơi xuống đất. Hai kẻ đó gào thảm thiết quỳ xuống đất, toàn thân cứng đờ, không còn sức phản kháng. Lúc này Ngô Bình đã nhìn rõ khuôn mặt của hai người, đều là hai thanh niên khoảng 25, 26 tuổi, trên người tràn đầy sát khí, họ là sát thủ chuyên nghiệp. Ai sai các người tới đây? Lâm Hổ Vương sao? Anh hỏi, giọng lạnh lẽo tựa như tới từ địa ngục hai người này bị khống chế, cánh tay đau đớn vô cùng, họ không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, liền nói, đúng vậy, chính anh Lâm đã sai chúng tôi đến đây. Ngô Bình giơ tay điểm lên người hai kẻ đó, họ rên lên rồi ngã xuống tựa như đống bùn, không thể động đậy. Anh đanh giọng hỏi, Lâm Hổ Vương đang ở đâu? Một người nói, cách đây 100 mét về phía tây có một chiếc xe MPV, Lâm Hổ Vương đang ở trên đó. Anh bạn à, anh rất mạnh nhưng tôi khuyên anh đừng đụng vào Lâm Hổ Vương hắn sắc sắc ngô bình liền dẫm mạnh lên chân gã gã kêu lên thảm thiết rồi ngất đi tôi cho phép anh nói chưa anh không quan tâm đến hai người này nữa mà đi men theo vườn cây về phía tây quả nhiên sau khi đi khoảng hơn 100 trăm mét thì anh nhìn thấy một chiếc xe mpv cửa xe đang mở lâm hổ vương đang hút thuốc trong xe đôi lúc hắn lại nhìn về phía nhà trần lăng xương Lâm Hổ Vương không chỉ là dân xã hội đen ở Thiên Kinh mà còn là đại ca của bang Long xà tại Thiên Kinh, có hàng trăm tên xã hội đen dưới trướng. Thế mà hôm nay hắn lại bị một tên không biết chui từ đâu ra đánh đập, hắn không nuốt trôi cục tức này, liền lập tức liên hệ với anh em bang Long xà ở Vân Kinh để giết chết Ngô Bình. Thành viên trong bang Long xà rất phức tạp, đến từ mọi thành phần trong xã hội, có người làm quan chức, có kẻ làm ăn buôn bán, cũng có cả ăn mày. Họ hội tụ lại, đủ mọi thành phần. Lâm Hổ Vương có thể trở thành đại ca trong bang Long Xà ở Thiên Kinh thì tất nhiên hắn phải có điểm hơn người. Hắn có mối quan hệ rất rộng, còn xưng anh em với người trong chính quyền Thiên Kinh. Mà suy cho cùng cũng là vì hắn có một người anh cả cực kỳ lợi hai, là Lâm Thiên Vương. Lâm Thiên Vương rất giỏi võ, làm việc trong một tổ chức bí ẩn nào đó, chưa đến 40 tuổi mà đã là tông sư cảnh giới tiên thiên. Lúc này Lâm Hổ Vương đang đợi tin tức, hắn bắt đầu thấy không kiên nhẫn, liền hỏi cấp dưới hai người đó có đáng tin không một tên cấp dưới vội nói anh hổ yên tâm họ đều là sát thủ chuyên nghiệp bảo đảm không có vấn đề vừa dứt lời thì có một bóng người đi ra khỏi vườn cây đám người còn chưa hoàn hồn thì người đó đã đi đến bên cạnh lâm hổ vương khi lâm hổ vương nhìn rõ khuôn mặt người vừa đến thì sắc mặt liền trắng bệch hắn run rẩy nói người anh em cậu đừng làm bừa người này chính là ngô bình anh giơ tay vỗ vai lâm hổ vương hỏi hai tên sát thủ vừa nãy là do anh phái tới à lâm hổ vương toát mồ hôi lạnh cười khan không không phải tôi anh đúng là ngang ngược thật hở tí là giết người coi thường mạng người thật ai cho anh lá gan đó anh hỏi lâm hổ vương thấy người mình lạnh buốt trời đang nóng nực mà hắn lại run lẩy bẩy chỉ có thể cười khan anh bạn có gì từ từ nói ngô bình lấy ra một cái thẻ chứng nhận rồi lắc lư trước mặt lâm hổ vương nói, mua sát thủ giết người, anh đã phạm pháp. Đây là giấy chứng nhận nghề nghiệp của tôi, anh đã bị bắt. Ai ngờ sau khi thấy thẻ chứng nhận của Ngô Bình, Lâm Hổ Vương đột nhiên có khí phách hơn hẳn, hắn bật cười, tôi còn tưởng cậu là ai, hóa ra là người của bộ công an. Anh cả tôi là Lâm Thiên Vương, chắc cậu cũng từng nghe nói đúng không? Anh ấy là đội trưởng của chiến đội thần ma trực thuộc bộ công an. Ngô Bình liền bật cười, ồ, anh là em trai của Lâm Thiên Vương à? đúng vậy đều là người một nhà cả mà ha ha hắn bật cười vô cùng đắc ý tiếc là tôi không quen anh trai anh ngô bình nói thế nên anh phải chịu sự trừng phạt lâm hổ vương kinh ngạc cậu hắn định nói gì đó nhưng ngô bình đã xuống xe nhanh chóng rời đi lâm hổ vương cười lạnh hắn cứ nghĩ ngô bình sợ hãi trước thân phận của anh cả hắn vừa nãy nói muốn trừng phạt hắn chỉ là mạnh miệng mà thôi hừ bộ công an là cái thá gì sau khi nhổ một ngụm đờm ra hắn đột nhiên thấy eo đau nhức nhưng cũng không quan tâm lắm mà nói với cấp dưới về đã ngày mai lại đi gặp trần lăng sương tiếp lâm hổ vương quay về khách sạn bang long xà ở đây đã chuẩn bị cho hắn mấy em sinh tươi hắn đang bực mình vừa hay là lúc để thả lỏng tinh thần hắn đẩy cửa phòng vệ sinh ra bắt đầu đi tiểu nhưng hắn lại thấy eo đau nhức khi cúi đầu nhìn thì hắn sợ tới nỗi chửi thề hắn thấy mình tiểu ra chất lỏng màu sô cô la hơn nữa phần eo càng ngày càng đau. Đáng sợ hơn là màu nâu sô cô la đó dần chuyển thành màu đỏ, hắn kêu lên thảm thiết, đầu óc trống rỗng, sau đó hắn ngất đi. Nửa tiếng sau hắn được đưa lên xe cứu thương, đưa đến một bệnh viện lớn ở thành phố Vân Kinh. Lúc này Ngô Bình đã quay về căn nhà trong khu biệt thự Thái Khang. Lâm Băng Tiên vẫn chưa nghỉ ngơi, khi thấy Ngô Bình cô ấy rất vui vẻ, vội vàng kể chuyện xảy ra mấy ngày nay cho anh nghe. Ngày kia Lâm Băng Tiên sẽ đến Thiên Kinh tham gia chương trình tuyển chọn, vì thế là bà chủ vệ Thanh Ảnh đã đích thân nói chuyện với cô ấy. Vệ Thanh Ảnh cho rằng vẻ ngoài của cô ấy tràn đầy khí chất, hơn nữa hát rất hay, khả năng sáng tác cũng tốt, thế nên quyết định dồn sức nâng đỡ cô ấy. Vì thế mà Lâm Băng Tiên hưng phấn suốt một buổi tối không ngủ được. Cô ấy biết khả năng của công ty truyền thông Sơn Hải, một khi công ty chịu nâng đỡ cô ấy thì khả năng cao cô ấy sẽ nổi tiếng. Tốt lắm em sắp trở thành ngôi sao lớn rồi đấy. Ngô Bình cười nói, cố gắng lên, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Lâm băng tiên cười nói, anh Ngô, mẹ em sẽ đi cùng với em. Lần này đi thiên kinh có thể sẽ rất lâu, ít nhất cũng phải mất một tháng. Ngô Bình hỏi cô ấy đã sắp xếp xong chỗ ở chưa, Lâm băng tiên gật đầu, nói vệ thanh ảnh đã sắp xếp xong rồi. Ngô Bình hiểu, vệ thanh ảnh có lẽ nể mặt anh nên mới chăm lo cho Lâm băng tiên như vậy. Ngày mai còn nhiều việc, Lâm Băng Tiên đi nghỉ ngơi trước, anh thì tiếp tục luyện đoàn thể thuật, luyện phương pháp hít thở. Đến 4 giờ sáng, anh đang luyện phương pháp hít thở thì tim đột nhiên giật nảy, anh cảm nhận được mình đã chạm đến ngưỡng đột phá. Anh liền vận chuyển pháp môn, xông tới cảnh giới thứ hai của luyện thần, cảnh giới thần ý. Ba cảnh giới luyện thần là thần giác, thần ý, thần thức. Thần ý là một cảnh giới tinh thần rất huyền diệu, một khi nắm bắt được thì Ngô Bình sẽ có thêm một bản lĩnh mới. Ví dụ như vu thuật, bùa chú. Mà có được thần ý thì quyền pháp của anh sẽ càng chuyển sắc, ý niệm vừa có thì quyền cũng tung ra, mà quyền tung thì ý cũng có trước, cuối cùng tạo nên quyền ý. Sau khi có được quyền ý thì anh mới là tông sư cảnh giới thần thực sự. Chương 176: Gặp lại Lãnh Như Yên. Ngô Bình ngày nào cũng luyện phương pháp hít thở, hiện giờ đã vô cùng thuần thục, thần ý theo đó cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Thần ý này còn cao hơn thần giác một bậc thần giác chỉ có thể đi một chiều truyền thông tin đến cho Ngô Bình mà thôi. Còn thần ý thì có thể đi cả hai chiều, nhận tin tức và truyền ngược ra bên ngoài. Thần ý được hình thành, Ngô Bình có thể kiểm soát cơ thể một cách chính xác hơn rất nhiều. Ngũ cảm ngày càng nhạy bén, thị lực và thính lực cũng cải thiện đáng kể. Đặc biệt là khi chiến đấu, chỉ cần trong đầu anh nghĩ gì là cơ thể sẽ lập tức thực hiện, có thể nói là trên bảo dưới nghe. Các vận động viên thông thường phải sử dụng loại trí nhớ bản năng của các bắp thịt trên cơ thể để nâng dần tốc độ phản xạ. Nhưng thần ý tông sư thì ở một đẳng cấp khác, họ dùng thần ý để kiểm soát cơ thể, chỉ cần nghĩ gì là cơ thể lập tức thực hiện theo. Nếu rèn luyện thêm một thời gian nữa thì có thể vươn tới cảnh giới thứ hai, cơ thể phản ứng trước cả khi ý thức kịp hình thành. Thần ý có khả năng phán đoán trước nước đi của quân địch để kịp thời phản ứng. Mà đây chỉ là những cảnh giới đầu của thần ý sau đó nếu không ngừng luyện tập thì nó còn có khả năng tác động đến tinh thần của đối thủ thôi miên đối thủ hoặc sinh ra sát khí cực mạnh để uy hiếp đối thủ hiện giờ ngô bình chỉ mới vừa hình thành được thần ý nhưng để vận dụng được nó thì còn phải rèn luyện nhiều anh vô cùng vui mừng từ giai đoạn thần giác sang thần ý chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn anh tin rằng không lâu nữa mình có thể sử dụng thần ý sau khi đột phá cảnh giới anh tiếp tục rèn luyện thần ý và đoàn thể thuật sau khi có thần ý, đoàn thể thuật ngày càng có hiệu quả, Ngô Bình cũng cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực trong cơ thể mình. Buổi sáng Ngô Bình vẫn tới trị liệu cho Trần Lăng Sương, buổi trưa nghỉ ngơi một lát rồi buổi chiều lại tiếp tục công cuộc trị bệnh. Sau hai lần điều trị, cơ thể Trần Lăng Sương cơ bản đã hồi phục. Có điều, các chi bên dưới của cô ấy lâu ngày không vận động, cơ bắp quá yếu nên Ngô Bình vẫn phải giúp cô mát xa, châm cứu để đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Trần Lăng Sương cũng vô cùng nỗ lực cô nhờ người đưa các loại máy móc tập phục hồi vận động tới, mấy ngày nay đều chăm chỉ tập luyện để hồi phục thật nhanh. Khi buổi trị liệu gần kết thúc, Ngô Bình nhận được cuộc gọi của từ quý phi. Người anh em, chú đang ở Vân Kinh sao? Ngô Bình, anh ba, hôm qua em vừa tới. Từ quý phi, người của bang Long xà đến tìm anh để nghe ngóng tình hình của chú. Hôm qua chú xuống tay với một kẻ tên là Lâm Hổ Vương sao? Ngô Bình, không sai, hắn sai người đi giết em, cho nên em đã ra tay với hắn. Từ quý phi, người anh em, có thời gian thì chú đến chỗ anh một chuyến, chúng ta bàn bạc một chút. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình lại tiếp tục châm cứu cho Trần Lăng Sương thêm 30 phút nữa rồi mới tới chỗ Từ quý phi. Trong biệt thự tử Ngọc, Từ quý phi đã cho người nướng thịt dê. Thịt dê này được vận chuyển bằng máy bay từ Tây Bắc tới, vô cùng tươi ngon. Còn rượu do chắc khang tặng là mao đài thượng hạng hai người họ ngồi trên ghế trúc vừa uống rượu vừa đàm đạo từ quý phi rõ ràng không mấy bận tâm đến chuyện của bang long xà ông ấy chỉ phán một câu bang long xà đúng là đâm đầu vào chỗ chết dám động tay chân với chú cho dù chú có tha cho chúng thì anh cũng không thể bỏ qua trong đôi mắt từ quý phi ánh lên một tia sắc lạnh thái dương giật giật đó chính là biểu hiện khi từ quý phi đang muốn tiêu diệt kẻ nào đó ngô bình anh ba người của bang long xà đó nói gì vậy từ Quý Phi, đại ca của bang Long xà này ở Vân Kinh tên là Hạng Đỉnh. Hôm nay hắn đến tìm anh để nghe ngóng về thân thế của chú. Anh nói với hắn, chú là em trai anh, tên Hạng Đỉnh đó không nhiều lời nữa, lập tức đứng dậy cáo từ. Xem ra hắn vẫn còn dã tâm muốn ra tay với chú. Ngô Bình, bang Long xà kia không là gì, nhưng anh trai của Lâm Hổ Vương kia tên là Lâm Thiên Vương, là đội trưởng của chiến đội thần ma. Từ quý phi cao mày, tiếng tăm của người này anh đã từng nghe nói, là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình, cao thủ tiên thiên thì đã sao? Nếu so về tương quan lực lượng thì người phải sợ là Lâm Thiên Vương mới phải. Từ quý phi cười đáp, nói cũng phải. Em trai, chú ở đây uống rượu, anh đi giải quyết chuyện này cho. Ngô Bình nhớn mày, anh ba, anh định tới chỗ bang long xà sao? Từ quý phi cười đáp, bang long xà và chắc khang sớm đã có mâu thuẫn vừa hay anh sẽ nhân cơ hội này quét sạch bọn chúng khỏi vân kinh, ngừa hậu họa về sau. Ngô Bình đứng dậy nói, em sẽ đi cùng anh. Từ quý phi xua tay đáp, một mình anh đi là đủ rồi. Em trai, lát nữa có một vị khách tới đây, em giúp anh đón tiếp nhé. Nói rồi, từ quý phi nhanh chóng xải bước đi, cái bóng của ông ấy lắc lư vài lần rồi biến mất. Khách sao, là ai nhỉ, Ngô Bình không khỏi tò mò. Anh đưa chiếc đùi dê lên, cắn một miếng đang định cắn miếng thứ hai thì một bóng người xuất hiện. Nhìn thấy người đó, Ngô Bình xứng người, thốt lên, là em sao? Người vừa tới chẳng phải ai khác ngoài lãnh như yên, nghĩ lại chuyện đêm trước, Ngô Bình không khỏi ngượng ngùng. Lãnh như yên khẽ mỉm cười đáp, sao vậy, không chào đón em sao? Ngô Bình vội vã mời cô ngồi xuống rồi hỏi, em tìm anh ba có chuyện gì vậy? Vừa nói xong thì Ngô Bình đã thấy hối hận, việc đã rất rõ ràng, lãnh như yên đâu có tới tìm từ quý phi mà là tới tìm anh thì đúng hơn đến tìm từ quý phi chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi lãnh như yên hừ nhẹ một cái không có chuyện gì thì cũng không được tới đây tìm anh ấy uống rượu sao ngô bình ho khan một cái sau đó rót cho lãnh như yên một ly rượu đáp lâu lắm không gặp anh kính em một ly hai người họ cạn ly lãnh như yên mắt nhìn xa xăm như thể đang suy tư một điều gì đó tối nay cô mặc một bộ váy màu trắng trông rất thanh tao làn gió nhẹ thổi tới lãnh như yên khẽ vén tóc nói hôm nay em tìm anh thực ra là có việc cần nhờ giúp đỡ hả em nói đi nếu là việc anh có thể giúp thì chắc chắn sẽ cố hết sức ngô bình chân thành nói lãnh như yên nhìn anh đáp thật sao lần trước anh không từ mà biệt cũng chẳng gọi điện thoại lại cho em như thể đang cố tình lảng tránh em vậy lẽ nào anh sợ em bám chặt lấy anh không buông ngô bình cười khan một tiếng em hiểu lầm rồi chỉ là anh quá bận mà thôi đúng là câu cửa miệng của đám đàn ông quá bận nhưng lại có thời gian ngồi đây ăn thịt uống rượu lãnh như yên châm chọc ngô bình gãi gãi chán vội vã chuyển chủ đề như yên em vừa nói có chuyện cần nhờ nhỉ lãnh như yên khẽ thở dài bố em giao đấu với người khác bị đánh trúng một trường giờ bị thương rất nặng em biết y thuật của anh rất cao thâm cho nên muốn nhờ anh xem giúp Ngô Bình, không vấn đề gì, lát nữa anh sẽ đi cùng em tới xem bệnh. Hiện giờ tình hình của chú thế nào rồi? Lãnh như yên, rất tệ. Nói rồi cô nâng ly rượu lên, nói cảm ơn anh đã đồng ý giúp em, sau đó uống cạn ly rượu. Ngô Bình cũng đáp lễ uống cạn một ly, sau đó Lãnh như yên kể cho anh nghe về cuộc tỷ võ của bố cô. Bố của Lãnh như yên tên là Lãnh Kình Phong, ông ấy tu luyện niêm hoa chỉ. Tu Vi hiện tại đã đạt tới cảnh giới khí mấy năm trước lãnh kình phong có mâu thuẫn với một kẻ tên quách bảo hưng quách bảo hưng đó là một cao thủ luyện ngũ độc trường ban đầu quách bảo hưng tu vi không cao bị bố của lãnh như yên đánh cho phải rút lui nguồn cơn là trong một buổi tụ họp các đồng đạo trong giới võ thuật quách bảo hưng uống rượu xong có ý đổ sàm sỡ lãnh như yên hai bên lời qua tiếng lại sau cùng động cả tay chân quách bảo hưng sau khi bị đánh thua thì quay về khổ luyện ba năm ba năm sau quay lại ngũ độc trưởng đã có nhiều tiến bộ nên hắn lập tức đi báo thủ lãnh kình phong. Mặc dù bạn bè chung của hai bên đã hết sức khuyên giải nhưng Quách Bảo Hưng vẫn quyết báo thù, cuối cùng hai bên đã có một trận quyết chiến. Trong cuộc tỷ võ, Quách Bảo Hưng mặc dù bị thương, nhưng cũng đánh trả được một trưởng khiến bố Lãnh Như Yên bị thương nặng và gục ngay. Thấy bố mình đau đớn như vậy, Lãnh Như Yên liền nghĩ tới Ngô Bình, muốn nhờ anh ra tay giúp đỡ trị thương. chương 177, Giải độc Ngô Bình nghe xong thì khẽ cao mày, đáp anh đã từng nghe qua về ngũ độc trưởng, lúc luyện công còn dùng thêm thuốc độc khiến trong trưởng đánh ra có độc. Có điều, nếu gặp phải người luyện trưởng có công lực cao thâm hơn bản thân rất nhiều thì rất dễ bị phản phệ. Cho nên những người luyện ngũ độc trưởng thường không có kết cục tốt đẹp, đa số đều bị chất độc tấn công vào lục phủ ngũ tạng mà chết. Lãnh như yên gật đầu đáp, không sai, cho nên dù ngũ độc trưởng có uy lực rất lớn nhưng các đại cao thủ sẽ không tu luyện môn pháp này. Sau đó cô nói với Ngô Bình, Quách Bảo Hưng còn tuyên bố rằng ai dám chữa trị cho bố em thì chính là kẻ thù của hắn. Ngô Bình cười lạnh đáp, tên này thực sự quá hống hách, anh thực muốn xem xem hắn có dám giao đấu với anh không. Hiện giờ Ngô Bình đã là thần ý tông sư, còn Quách Bảo Hưng kia mới tu luyện tới cảnh giới khí, sự chênh lệch này quá rõ ràng. Lãnh Như Yên khẽ thở dài, nếu như chỉ có một mình Quách Bảo Hưng thì không có gì cần lo. Nhưng sư phụ của Quách Bảo Hưng là tông sư cảnh giới thần của Nam Cương. Ngô Bình, ồ, vậy ông ta cũng luyện ngũ độc trưởng sao? Lãnh Như Yên lắc đầu, thứ ông ta luyện lợi hại hơn nhiều thiên độc thủ. Ngô Bình, em lo lắng sư phụ hắn sẽ tới tìm anh báo thù sao? Lãnh Như Yên gật đầu, cho nên em hơi do dự không biết có nên nhờ anh giúp không. Em biết chỉ cần em mở lời là anh chắc chắn sẽ giúp. Thế nhưng em cũng không muốn đẩy anh vào tình thế nguy hiểm. Cho nên mới tìm anh ba để thương lượng. Anh ba lại nói em không cần lo lắng, nói cái gì mà thiên độc thủ này không là gì. Lãnh Như Yên rõ ràng chưa biết việc Ngô Bình đã bái Đông Phật làm sư phụ. Nếu cô ấy biết thì chắc chắn đã không lo lắng như vậy. Ngô Bình, không cần quá lo lắng, đợi anh ba về rồi anh sẽ đi cùng em một chuyến. Lãnh Như Yên gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích. Hai người nói chuyện phía một lát, Ngô Bình cũng hiểu thêm về nhà họ Lãnh nhà họ lãnh chủ yếu kinh doanh nhôm và nhà máy nhiệt điện quy mô rất lớn mỗi năm doanh thu lên tới hàng chục tỷ tệ trong đó lãi phải lên tới hàng tỷ tệ ở đất giang nam nhà họ lãnh cũng được coi là danh gia vọng tộc có điều sản nghiệp nhà họ lãnh chủ yếu đều do lãnh như yên và chú ruột quản lý lãnh kình phong chỉ say mê học võ không màng đến việc kinh doanh của gia đình lãnh như yên còn có một em trai đang du học ở nước ngoài hai người họ nói chuyện một lúc thì từ quý phi cũng trở về trên người vẫn còn sát khí ông ấy cười nói bang long xả cuốn gói cút khỏi vân kinh rồi ngô bình nghe xong cũng không hỏi thêm nhưng anh biết chắc chắn một trận huyết chiến đã xảy ra hơn nữa người của trác khang chắc chắn cũng tham gia ngô bình anh ba nếu tổng hội của bang long xả báo thù thì anh cứ báo em một tiếng từ quý phi cười đáp chân long thì sợ gì đàn rắn nước kia chứ vân kinh này là địa bàn của bọn anh Bọn chúng đương nhiên không dám khinh suất. Ngô Bình gật đầu, "Vậy được, anh ba, giờ em có việc gấp, hôm khác sẽ tới tìm anh uống rượu." Sau khi từ biệt Từ Quý phi, anh theo Lãnh Như Yên đến nhà họ Lãnh. Nhà họ Lãnh ở Giang Thành, một thành phố nằm ở phía Đông Vân Kinh. Giang Thành kinh tế phát triển, là thành phố lớn thứ hai của toàn tỉnh Giang Nam. Nơi đây nổi tiếng với nền nông nghiệp vô cùng phát triển. Biệt thự nhà họ Lãnh ở bên trên một ngọn núi. Bên dưới là một dòng sông, trên núi chỉ có mười mấy hộ dân sinh sống, vô cùng thanh tĩnh. Xe ô tô đi vào trong khuôn viên biệt thự, một người đàn ông trông như quản gia vội vã chạy tới, nói cô chủ, ông chủ không xong rồi. Lãnh Như Yên kinh ngạc, vội vã chạy vào trong nhà. Trong phòng ngủ có vài người đang đứng, một người đàn ông mặt vừa xanh vừa tím bầm lại nằm trên giường. Môi của ông đã chuyển thành màu tím, miệng hơi há ra dáng vẻ vô cùng đau đớn nhưng lại không có sức để kêu đau ngô bình thấy tình hình nguy cấp trầm giọng ra lệnh tất cả mọi người ra ngoài đi một người đàn ông trung niên cau mày hỏi như yên cậu ta là ai vậy lãnh như yên vội đáp chú à đây là ngô thần y chúng ta ra ngoài thôi tất cả mọi người ra khỏi phòng ngủ chỉ có lãnh như yên quay lại lo lắng hỏi ngô bình ngô bình bố em sao rồi ngô bình đáp tình hình nguy cấp nhưng vẫn cứu được anh cởi áo của lãnh kình phong, thấy bụng của ông ấy tím xanh lại, có chỗ đã bắt đầu hoại tử bốc mùi hôi thối. Ngô Bình lấy ra kim châm vàng, châm vào các huyệt trên người lãnh kình phong, sau đó vỗ một cái. Lãnh kình phong bật dậy, Ngô Bình ra ngồi phía sau lưng ông ấy, dùng chân khí ép độc ra ngoài. Tình hình của lãnh kình phong rất tệ, khí độc đã tràn vào ruột, sau đó sẽ khuếch tán ra toàn bộ khoang bụng. Nếu như không kịp thời cứu chữa thì các nội tạng bên trong sẽ nhanh chóng thối giữa ra cho nên Ngô Bình phải dùng cách nhanh nhất để ép chất độc ra ngoài. Chân khí màu vàng từ từ đi vào cơ thể lãnh kình phong. Không lâu sau, ông ấy phun ra một ngụm máu độc vừa đen vừa bốc mùi hôi thối khiến người khác cảm thấy nôn nao. Ngô Bình thu tay lại, kê một đơn thuốc đưa cho Liễu Như Yên. Sau khi lãnh Như Yên đi khỏi, lãnh kình phong chậm chậm mở mắt ra, dường như lúc này ông ấy đã có chút sinh khí. Lãnh kình phong khó nhập hỏi, cháu chính là Ngô Bình sao? Ngô Bình, đúng vậy, giờ chú cảm thấy thế nào rồi? Lãnh Kình Phong đáp, khá hơn nhiều rồi, trước đó chú còn không nói được. Vốn tưởng lần này coi như xong đời rồi, không ngờ lại được cứu. Ngô Bình, chất độc còn lại phải đào thải từ từ. Để cháu dạy chú một loại tâm pháp giúp đào thải độc tố. Chú nghe kỹ nhé. Sau đó anh giảng giải cặn kẽ tâm pháp để đào thải chất độc còn Lãnh Kình Phong cũng chăm chú lắng nghe. Tâm pháp này không khó, chỉ nửa tiếng là học được. Sau đó, Lãnh Kình Phong ngồi xuống, bắt đầu lưu chuyển chân khí để thải độc. Không lâu sau, Ngô Bình đã thấy Lãnh Kình Phong toát mồ hôi nhưng mồ hôi này lại có màu đen. Ngô Bình lập tức sai người đổ nước nóng vào bồn tắm, sau đó cho vào trong bồn một số dược liệu. Đợi nước còn chừng khoảng 60 độ, anh bảo Lãnh Kình Phong vào trong đó ngâm mình. Biệt thự nhà họ Lãnh có nhiều phòng ngủ, cũng có rất nhiều bồn tắm. Ngô Bình lại sai người chuẩn bị thêm nhiều cái bồn như vậy nữa. Sau khi ngâm mình 30 phút, nước trong chiếc bồn đầu tiên chuyển sang màu xanh đen. Ngô Bình lập tức bảo Lãnh Kình Phong sang ngâm mình trong chiếc bồn thứ hai. Cứ như vậy, Lãnh Kình Phong ngâm hết bảy bồn nước thì nước trong bồn mới không đổi màu nữa. Lúc này, Ngô Bình mới bảo ông ấy uống ba bát thuốc. Phương pháp điều trị nội ngoại kết hợp này khiến chất độc bên trong cơ thể Lãnh Kình Phong nhanh chóng được đào thải. Đến khoảng 3-4 giờ sáng, tình trạng của ông ấy đã tốt lên 4 năm phần. Cảm ơn cháu, Lãnh Kình Phong chân thành cảm ơn. Ông ấy đã nghĩ hôm nay chắc chắn mình sẽ chết, nhưng Ngô Bình đã cướp lại mạng của ông từ tay Diêm Vương. Lãnh Kình Phong hỏi, chú đã từng nghe Như Yên nhắc đến cháu, hai đứa tìm hiểu nhau bao lâu rồi? Ngô Bình kinh ngạc, tìm hiểu? Anh nhìn sang Lãnh Như Yên. Lãnh Như Yên thoáng đỏ mặt đáp bố, vẫn chưa được bao lâu. Lãnh Kình Phong ừm một tiếng rồi nói tiếp, Ngô Bình à, chú nghe nói cháu giờ đã là tông sư cảnh giới thần rồi phải không? Ngô Bình vội đáp vâng, cháu mới đột phá cảnh giới cách đây không lâu. Lãnh Kình Phong mừng ra mặt, ông ấy trước giờ say mê võ thuật, vô cùng tôn kính những cao thủ giỏi hơn mình. Ông ấy cảm thán, quá giỏi, trẻ thế này mà đã tới đẳng cấp tông sư. Nghĩ lại chú từ nhỏ đã cực khổ luyện võ, giờ đã 50 tuổi đầu mà vẫn còn ở cảnh giới khí, hai. Ngô Bình đáp, chú đừng lo lắng nhiều, cứ nghỉ ngơi vài ngày. Ngày mai tiếp tục uống thuốc, chỉ sau 3 đến 5 ngày nữa là sẽ khỏe lại. Lãnh kình phong mệt mỏi gật đầu. Ngô Bình và Lãnh Như Yên đi ra khỏi phòng, người nhà họ lãnh thi nhau tới cảm ơn Ngô Bình. Một người thanh niên bước tới, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Bình làm anh hết hồn. Lãnh Như Yên thốt lên, tiểu thương. Cậu thanh niên này không ai khác chính là em trai Lãnh Như Yên Lãnh Thương. Cậu vừa từ nước ngoài vội vã trở về. Lãnh Thương, một đại ca, cảm ơn anh em không biết phải cảm ơn anh thế nào nên sẽ dập đầu lại anh một cái. Ngô Bình vội vã dìu cậu đứng dậy, nói, không cần phải làm vậy, mau đứng dậy đi. Chương 178, thuật phản thôi miên. Lãnh Thương đứng dậy, cười nói chị, lần trước chị nói có người theo đuổi chị, chính là anh ấy phải không? Ngô Bình không thể tin nổi, anh theo đuổi Lãnh Như Yên? Chuyện gì vậy? Lãnh Như Yên mặt đỏ như gấc, đáp chuyện ở đâu ra thế, mau vào chăm sóc bố đi lãnh thương vâng một tiếng rồi quay lưng đi vào phòng bố. Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo, lãnh như yên lên tiếng, đừng nghe nó nói linh tinh. Muộn lắm rồi, để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Lãnh như yên đưa Ngô Bình tới một căn phòng yên tĩnh, nói đây là phòng em, anh cứ vào nghỉ ngơi trước đi. Nhà họ lãnh có một tá phòng cho khách, vậy mà lãnh như yên lại đưa Ngô Bình đến phòng cô. Y tứ bên trong thì không cần nói cũng biết, lãnh như yên có vẻ rất ngại ngùng nên nói sẽ đi chăm sóc bố sau đó rời khỏi phòng ngô bình nằm trên giường ngửi thấy khắp nơi trong phòng đều là mùi thơm của lãnh như yên anh lắc lắc đầu rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi quả thực là quá mệt chỉ riêng việc ép độc ra ngoài cho lãnh kình phong cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực rồi nên anh cần nghỉ ngơi một lát anh ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao bằng con sào khi tỉnh dậy anh nghe thấy những tiếng huyên náo ở tầng dưới Ngô Bình nhanh chóng nhổm dậy, đi ra xem có chuyện gì. Từ trên tầng 2 nhìn xuống, anh thấy có ba người đàn ông đang đứng trong phòng khách. Ở giữa là một cao thủ cảnh giới khí, chừng 3738 tuổi. Bàn tay phải của gã được bao phủ bởi một làn khói độc mỏng, ánh mắt gã thì vô cùng hung hiểm. Đối diện là Quách Kình Phong cũng đang nhìn người đàn ông kia với đôi mắt vô cùng căm phẫn. Nhìn ông ấy như thể chỉ muốn lao lên liều mạng với gã đàn ông kia. Lãnh như yên thì đang đứng cạnh bố, mặt không cảm xúc quách bảo hưng mày dám lao vào nhà tao tưởng nhà họ lãnh dễ bắt nạt lắm sao lãnh kình phong quát lớn quách bảo hưng cười hi hi đáp lãnh kình phong tao đã nói rồi kẻ nào dám cứu mày thì tao sẽ giết kẻ đó thế mà có kẻ không sợ chết nên tao lại phải ra tay thôi để xem hắn còn dám cứu mày nữa không lãnh như yên lên tiếng quách bảo hưng anh cũng là người có tiếng tăm trên giang hồ anh làm như vậy mà không sợ thần võ ti can thiệp sao quách bảo hưng hừ một cái đáp thần võ ti phải lo quá nhiều việc nên chết vài ba mạng người nhỏ nhoi họ sẽ không quan tâm đâu lãnh kình phong quát lên rồi bước lên trước hai bước quách bảo hưng hôm nay tao có mất mạng cũng phải lấy được cái mạng chó của mày quách bảo hưng lùi một bước cười âm hiểm đáp vậy ư vậy để tao cho cả nhà đi theo bồi táng cùng mày nhé lãnh kình phong không khỏi kinh ngạc hỏi quách bảo hưng Giữa hai chúng ta cũng đâu phải thâm thù đại hận không thể hóa giải. Tại sao mày cứ cắn chặt không chịu buông tha, muốn đổi cùng giết tận gia đình tao như vậy? Quách Bảo Hưng cười âm hiểm, "Đáp, lần trước tao mới sờ một chút mặt của con gái mày mà mày đánh tao bị thương. Hôm nay tao sẽ ngủ với con gái mày trước mặt mày xem mày định làm gì. Còn nữa, nghe nói nhà họ Lãnh chúng mày cũng có kha khá cơ nghiệp, nhưng từ hôm nay trở đi nó sẽ trở thành của tao." Nói rồi, bên ngoài lại có một gã người Europa bước vào. Hắn mặc áo của người truyền đạo, chừng hơn 50 tuổi. Hắn ta nói với Quách Bảo Hưng, cậu Quách, thuật thôi miên của tôi có thể khiến họ ngoan ngoãn giao hết tài sản cho cậu. Có điều chúng ta đã thỏa thuận với nhau sau khi việc thành, số tiền đó tôi sẽ nhận bốn phần. Quách Bảo Hưng cười đáp, không vấn đề gì, đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác, ông cứ yên tâm đi, Bruce. Ngô Bình vẫn đứng trên cầu thang tầng 2, anh rút điện thoại ra quay lại mọi thứ. Sau đó anh mới thong thả bước xuống, vừa đi vừa nói, giết người, cướp của. Quách Bảo Hưng, gan mày không nhỏ đâu. Quách Bảo Hưng đột nhiên nghe tiếng nói từ trên lầu vọng xuống thì không khỏi giật mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngô Bình liền lập tức lao về phía anh với bàn tay đầy khói độc. Ngô Bình bước dần xuống cầu thang, nhanh như chấp anh tung một cú đá. Ngũ Long thánh quyền của anh uy lực vô cùng khủng khiếp, hai chân vững như chân rồng. Quách Bảo Hưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp trúng lồng ngực. Úi! Cú đá này, Ngô Bình dùng toàn bộ lực, lồng ngực của Quách Bảo Hưng lõm hẳn xuống, hắn bay hẳn lên cao rồi rơi cái huyệt xuống mặt đất. Đó chính là sự khác biệt của tông sư cảnh giới thần và cao thủ cảnh giới khí. Dù Quách Bảo Hưng đã luyện thành cương khí nhưng cũng không chịu nổi một đòn của Ngô Bình. Quách Bảo Hưng vốn định dùng độc trưởng nhưng giờ hắn bị thương nặng, khí trong nội thể hỗn loạn, chân khí phân tán khắp nơi nên không thể khống chế độc tố trong cơ thể được nữa. Chỉ vài phút sau, độc khí đã theo kinh mạch đi vào tâm mạch của hắn. Mặt quách bảo hưng tái xanh, toàn thân run rẩy, sau đó sùi bọt mép, đau đớn kêu rên thảm thiết. Ngô Bình cúi xuống nhìn hắn, nói tự tạo nghiệt, không thể được sống. Đáng đời mày! Anh đạp lên đầu Quách Bảo Hưng một cái rồi đi về phía hai võ sư đi cùng Quách Bảo Hưng. Hai kẻ này cũng đều tu luyện tới cảnh giới khí lúc này hai kẻ đó mặt xanh lét nhanh chóng lùi lại phía sau quỳ xuống ngô bình lạnh lùng ra lệnh hai kẻ đó đưa mắt nhìn nhau người bên trái trầm giọng nói anh bạn tôi là ngô bình hô tay một cái hai đạo chỉ phong đánh vào đầu gối một trong hai kẻ kia kẻ đó kêu lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất gã còn lại thấy ngô bình ra tay thâm độc như vậy thì vội vã quỳ xuống toàn thân không ngừng run rẩy lãnh kình phong kinh ngạc là chiêu thức của niêm hoa chỉ sao Lãnh như yên vội đáp bố, niêm hoa chỉ của con cũng là được Ngô Bình giúp đỡ nên gần đây mới có nhiều tiến bộ. Lãnh kình phong cười lớn, giỏi, rất giỏi. Lãnh kình phong đi tới trước mặt hai kẻ đang quỳ, không nói hai lời mà dáng hai trưởng vào đầu chúng. Hai kẻ đó không kịp giấy ruộng, lăn đùng ra đất. Giờ chỉ còn lại kẻ tên là Bruce. Hắn ta mặt không biến sắc, nói với Ngô Bình, anh bạn trẻ, tôi không liên quan đến việc này, là do Quách Bảo Hưng nhờ cậy nên tôi mới tới vậy sao ngô bình đứng trước mặt hắn khoảng cách giữa hai người không tới một mét bruce cười nói anh bạn chúng ta không nhất thiết phải động tay chân ngô bình nhìn vào mắt bruce hỏi không phải biết thôi miên sao thử thôi miên tôi xem bruce cười đáp anh bạn xin đừng đùa như vậy thuật thôi miên không thể dễ dàng khai triển hãy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi ngô bình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn chiếc nhẫn lóe lên một tia sáng tay Bruce lắc lư vài cái, mắt ngô bình trừng lên không động đậy. Bruce cười đắc ý, lắc tay ngày càng nhanh nói, anh bạn, có phải anh cảm thấy tâm trạng vô cùng dễ chịu? Hãy nới lòng cảnh giác, chúng ta là bạn, anh có thể tin tôi. Ngô Bình cũng mỉm cười, như thể đã thực sự tin hắn. Thế nhưng chỉ một giây sau, con người của Ngô Bình không chuyển động, anh đang sử dụng thần quang để phá thuật thôi miên của Bruce. Bruce đột nhiên bị choáng, Ngô Bình đưa tay chạm vào mặt hắn, kích động thần ý rồi khẽ hô lên, phá. Bruce lảo đảo, mắt chố ra, chết lặng nhìn tay ngô bình trên mặt mình. Thuật thôi miên của hắn bị phá khiến chính chủ bị phản phệ, giờ hắn lại bị ngô bình kiểm soát ngược lại. Ngô bình nhìn hắn chằm chằm, nói Bruce, bao nhiêu năm nay anh dùng thuật thôi miên để đi lừa tiền của không ít người phải không? Bruce mặt không cảm xúc, đáp đúng vậy, tôi đã lừa được hơn chục tỷ tệ rồi. Ngô Bình, ồ, nhiều vậy sao? Vậy giờ trong tay anh có khoảng bao nhiêu tiền? Bruce, khoảng hơn 5 tỷ. Được lắm, vậy thì giờ chuyển hết số tiền đó vào tài khoản của tôi nhé." Ngô Bình ra lệnh. Vừa hay đúng lúc anh đang thiếu tiền thì lại gặp con cá lớn thế này thì tội gì mà không chặt chém. Bruce, vâng, tất cả sẽ chuyển hết vào tài khoản của anh. Chương 179, Hồng Lăng đi học. Bruce lập tức rút điện thoại ra, gọi điện cho ngân hàng. Sau đó hắn đăng nhập tài khoản, chuyển khoản online. Với tên siêu lừa đảo tầm cỡ quốc tế như Bruce thì hạn mức chuyển khoản ngân hàng vô cùng lớn. Chẳng mấy chốc, số tiền hơn 5 tỷ đã được chuyển vào tài khoản của Ngô Bình. Sau khi nhận được tiền, Ngô Bình hài lòng hỏi tiếp Bruce, anh còn tài sản nào khác không? Bruce, những tài sản khác tôi đều quyên góp hết cho giáo hội rồi. Ngô Bình, rất tốt, giờ anh có thể đi rồi, về nước đi. Bruce quay lưng đi thẳng, sau khi ra khỏi nhà họ Lãnh thì lên một chiếc xe rồi đi mất hút lãnh như yên cảm thấy khó hiểu sao lại thả hắn đi ngô bình đã lấy tiền của hắn rồi thì không cần lấy cả mạng hắn nữa việc gì bỏ qua được thì vẫn nên bỏ qua sau đó anh nhìn quách bảo hưng đang nằm sóng xoài trên mặt đất chất độc đã tấn công vào tim nên giờ hắn chỉ còn là một cái xác tím ngắt còn hai người kia cũng bị lãnh kình phong đánh cho vỡ đầu không sống nổi ngô bình nên dọn dẹp mấy thi thể này đi lãnh như yên gọi người kéo những thi thể đó ra ngoài Lãnh kình phong bước lên phía trước, chắp tay nói, ngô bình, cháu lại cứu chú một lần nữa. Ơn này không thể nào cảm tạ bằng lời. Ngô bình cười đáp, chú à, chú đừng khách sáo. Chuyện của Như Yên cũng chính là chuyện của cháu. Lãnh kình phong cười ha ha đáp, nếu cháu đã là bạn trai của Như Yên thì những lời cảm ơn khách sáo chú sẽ không nói nữa. Lãnh Như Yên đỏ bừng mặt, vội vã chuyển chủ đề, bố, Ngô Bình là kỳ tài võ thuật anh ấy chỉ cần nhìn con luyện niêm hoa chỉ vài lần là đã nhận ra điểm còn thiếu sót để sửa giúp con. Lãnh kình phong kinh ngạc, lợi hại quá. Ngô Bình, sao cháu làm được hay vậy? Ngô Bình chớp chớp mắt đáp, cháu là người hành nghị y nên rất mẫn cảm với sự luân chuyển của chân khí, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Lãnh kình phong lắc đầu đáp không, nếu những gì như Yên nói là thật thì cháu đúng là một kỳ tài võ thuật. Lãnh kình phong suy nghĩ một lát rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chiếc hộp là một cuốn sách bìa ra trông vô cùng cũ kỹ lãnh kình phong nâng niu cuốn sách trong tay rồi đưa cho ngô bình nói ngô bình niêm hoa chỉ của chú học từ cuốn sách này trong này không chỉ có niêm hoa chỉ mà còn có các tuyệt kỹ võ công khác nữa có điều những tuyệt kỹ đó chỉ có tông sư cảnh giới thần mới luyện được cháu mang về nghiên cứu đi ngô bình kinh ngạc chú à cuốn sách này quá quý giá lãnh kình phong xua tay thứ này có ở trong tay chú cũng vô dụng chẳng thà tặng lại cho cháu nghiên cứu ngô bình chắp tay vậy cháu xin cảm tạ sau khi nhận chiếc hộp gỗ ngô bình nói chú cứ tiếp tục vận công thải độc sau đó uống thuốc đúng giờ nếu duy trì như vậy thì chỉ cần vài ngày là sẽ hoàn toàn hồi phục ngô bình còn có việc nên nói chuyện thêm vài câu là anh xin phép rời khỏi nhà họ lãnh lãnh như yên tiễn anh ra đến tận ngoài cổng biệt thự hôm qua lãnh như yên đưa ngô bình tới bằng xe của cô hôm nay thì cô cho Ngô Bình mượn một chiếc Lamborghini đứng tên em trai mình. Đó là một chiếc xe màu xanh nhạt dùng động cơ hút khí tự động 6.5 lít, có thể tăng tốc lên 100 km h trong hơn 2 giây, công năng vô cùng vượt trội. Ngô Bình ngồi lên xe xong, lãnh như yên cười nói, đợi khi bố em hoàn toàn khỏe lại, em sẽ tới tìm anh. Ngô Bình, được, đợi khi anh học xong tuyệt kỹ trong cuốn sách ra kia, anh sẽ dạy lại cho em. Lãnh như yên đột nhiên thò đầu vào trong, thơm lên má Ngô Bình một cái vô cùng dịu dàng. Ngô Bình xứng người, lãnh như yên thì vẫy tay chào anh, tạm biệt. Ngô Bình đưa tay sờ lên mặt, sau đó đạp ga. Chiếc xe lao vút đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Hơn 10 giờ, anh trở lại vân kinh trị liệu cho Trần Lăng Sương. Buổi trưa anh ở lại đó luyện thần ý, buổi chiều lại tiếp tục trị liệu. Sau khi có thần ý, tốc độ trị liệu của anh cũng nhanh hơn trước nhiều, thị lực cũng tốt hơn cho nên chỉ sau hai lần trị liệu là Trần Lăng Sương cơ bản đã hồi phục, còn lại chỉ cần chăm chỉ luyện tập để tăng cường sức mạnh của các chi. Khi Ngô Bình rút cây kim châm cuối cùng ra, Trần Lăng Sương cảm giác trước giờ chưa từng thoải mái đến vậy, giống như đã hoàn toàn bình phục như lúc chưa bị thương. Trần Lăng Sương vô cùng vui mừng, đột nhiên ôm trầm lấy Ngô Bình rồi nói cảm ơn. Ngô Bình mỉm cười vỗ vỗ lưng cô, sau lần trị liệu này là cô sẽ hồi phục, không cần phải ở lại vân kinh này nữa. Trần Lăng Sương nghe xong thì đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Nếu không ở lại Vân Kinh thì chẳng phải sẽ không gặp được Ngô Bình nữa sao? Trần Lăng Sương vội vã hỏi, vậy hay là anh tiếp tục giúp tôi mát xa, châm cứu trị liệu thêm một thời gian nữa? Ngô Bình đáp, thời gian tôi ở Vân Kinh không nhiều, hơn nữa giờ cô đã không cần phải trị liệu bằng phương pháp này nữa rồi. Trần Lăng Sương khẽ gật đầu, vậy được, thời gian qua anh đã vất vả rồi. Đừng khách sáo, tôi mong cô sớm trở lại làm việc. Tôi rất mong chờ tác phẩm mới của cô." Trần Lăng Sương cười đáp, "Tôi đã quyết định sẽ gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải, chắc chắn tác phẩm mới sẽ nhanh chóng được tung ra. Nếu anh có đi Thiên Kinh thì chắc chắn phải đến thăm tôi nhé." "Tôi sẽ tới." Ngô Bình gật đầu. Sau khi tạm biệt Trần Lăng Sương, Ngô Bình đi tới Vịnh Bạch Long xem xét một chuyến. Dự án biệt thự mà anh quy hoạch đã khởi công, mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Sau đó, anh quay về biệt thự Thái Khang để tiễn Lâm Băng Tiên và Lâm Mỹ Kiều ra sân bay. Lâm Băng Tiên muốn tới Thiên Kinh tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, họ sẽ lên chuyến bay chiều hôm nay. Ngô Bình lái chiếc M8 đưa hai mẹ con họ ra sân bay. Trước lúc họ lên máy bay, anh đưa cho Lâm Băng Tiên một tấm thẻ, nói, "Ở Thiên Kinh mọi thứ đắt đỏ, có nhiều thứ phải chi tiêu. Trong thẻ này có 500.000 tệ, coi như anh cho em mượn." Lâm Băng Tiên cắn cắn môi, nhận lấy tấm thẻ nói anh à anh tốt với em quá em không biết phải báo đáp anh thế nào ngô bình cười ha ha đáp vậy thì phải cố gắng lên nhé đợi khi em thành ngôi sao nổi tiếng rồi thì anh sẽ làm quản lý cho em lúc đó em tha hồ kiếm lại tiền cho anh nhé lâm băng tiên sáng mắt lên hỏi thật vậy sao anh nói lời phải giữ lời đấy nhé đương nhiên ngô bình xoa đầu lâm băng tiên rồi nói lên đường thuận lợi nhé Nhìn hai mẹ con họ dần mất hút trong dòng người Ngô Bình không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Lâm Băng Tiên có con đường phải đi, nếu Vệ Thanh Ảnh giúp đỡ thì cô ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Đến lúc đó, cơ hội để hai người họ gặp gỡ sẽ ngày càng ít đi. Còn về việc người quản lý gì đó, chẳng qua anh chỉ thuận miệng nói ra. Chỉ cần công việc của Lâm Băng Tiên đi vào quỹ đạo ổn định thì anh sẽ không liên lạc nhiều với cô nữa. Mong là mọi việc đều thuận lợi, Ngô Bình khẽ lẩm bẩm. Sau đó anh quay về biệt thự Vân Đình. Hồng Lăng thời gian này đều ở chỗ Đường Tử Di, cũng không biết đã đi học hay chưa nên Ngô Bình quyết định tới xem sao. Khi Ngô Bình tới thì Hồng Lăng đang đọc sách, dáng vẻ vô cùng chăm chỉ, nghiêm túc. Bởi vì quá nhập tâm nên cô còn không để ý đến sự xuất hiện của Ngô Bình. Mãi đến khi Đường Tử Di và Ngô Bình chào hỏi nhau, Hồng Lăng mới vội vã ngẩng đầu lên, gương mặt không giấu được sự vui mừng, "Anh Ngô Bình, anh quay về rồi sao?" Ngô Bình cười đáp, Hồng Lăng, dạo này em thế nào? Học hành có vất vả không? Đường Tử Di cười đáp, Hồng Lăng cực kỳ thông minh, mới có vài ngày đã học xong chương trình tiểu học và trung học rồi. Hiện giờ em ấy đang tự học chương trình cấp 3. Ngô Bình kinh ngạc, đã học xong chương trình tiểu học và trung học rồi sao? Đường Tử Di gật đầu, đúng vậy, em cũng giật mình. Em còn cho Hồng Lăng làm thử đề thi vào cấp 3, lần nào em ấy cũng gần như đạt điểm tuyệt đối thậm chí còn cao hơn thủ khoa thi cấp 3 của toàn thành phố những người mấy điểm. Ngô Bình tấm tắc khen, Hồng Lăng, em giỏi thật đấy. Hồng Lăng không khỏi đắc ý, đáp không phải do em giỏi mà là do để quá dễ. Đường Tử Di nói chuyện chính, em định sau khi khai giảng sẽ đăng ký cho Hồng Lăng vào học trường cấp 3 trực thuộc Đại học Vân Kinh, đó là trường cấp 3 tốt nhất Vân Kinh. Ngô Bình nghe xong liền quay sang hỏi Hồng Lăng, cuộc sống của học sinh cấp 3 chán ngắt, em đã sẵn sàng trải nghiệm chưa? chương 180, truyền thuyết về song tiên lĩnh Nam. Hồng Lăng gật đầu, không chán đâu anh, ở đó có nhiều bạn, em thích lắm. Ngô Bình, thế thì tốt rồi, giờ em hãy làm quen với trường lớp trước, nếu thấy không phù hợp thì nghỉ cũng được. Đường Tử Di, em định để Hồng Lăng học luôn lớp 12, sau đó thi đại học vào năm sau. Ngô Bình, thật ra thi đại học cũng không quan trọng đâu, với độ tuổi hiện giờ thì Hồng Lăng chỉ cần đến trường và làm quen với các bạn mới, thích ứng dần với cuộc sống bình thường là được rồi. Đường tử di hiểu ra vấn đề, anh nói phải. Hồng Lăng xua tay, hai người nói chuyện đi, em phải đi học bài đây, nói rồi, cô ấy đứng dậy đi vào phòng học. Đường tử di và Ngô Bình đưa mắt nhìn nhau, đường tử di nói, anh mà không đến thì em định đi thăm bác gái với Tiểu mi rồi. Ngô Bình xua tay, chuyện xong rồi, cô đừng lo. Đường tử di, thế thì tốt, Em còn nghĩ nếu ở đó không an toàn thì để cô với Tiểu Mi đến nhà em ở. Không cần đâu, à Vịnh Bạch Long vẫn đang thi công tốt chứ? Đường Tử Di gật đầu, "Vâng anh, nhưng có một việc em thấy hơi lạ." "Hả, việc gì thế?" Ngô Bình hỏi ngay. "Đường Tử Di, có một người ở Lĩnh Nam rất có hứng thú với căn biệt thự của anh." Ngô Bình nhíu mày, "Cái gì? Rất có hứng thú với căn biệt thự ấy ư? Ừ, anh ta bảo sao?" đường tử di, anh ta bảo tiền nong không thành vấn đề. Đương nhiên là em từ chối rồi, ở đó có mắt trận, sao em có thể bán cho người ngoài được? Cô có biết thân phận của người đó không? Ngô Bình hỏi với vẻ nghiêm túc. Đường tử di, anh ta là Trần Vĩnh Trân, người của Trần Thị Hộ giàu thứ ba ở Lĩnh Nam. Em có hỏi thăm mấy người bạn thì họ nói hình như nhà họ Trần này còn là một gia tộc tu hành, họ nổi tiếng ở Lĩnh Nam lắm. Trần Vĩnh Trân còn liên quan đến song tiên ở Lĩnh Nam đấy em còn hỏi cả ông ba nhà họ từ nữa, ông ấy bảo song tiên rất nổi tiếng vào thời thanh, nhưng về sau đã sống ẩn giật. Cho tới 10 năm trước thì đã phá lệ rồi nhận Trần Vĩnh Trân làm đồ đệ, chuyện này làm chấn động giang hồ luôn. Ngô Bình trầm ngâm rồi nói, nếu Trần Vĩnh Trân lại đến nhắc chuyện mua biệt thự thì cô sắp xếp cho tôi gặp anh ta nhé, tôi muốn xem anh ta có bản lĩnh đến đâu, linh khí tử long là vật báu hiếm có nên anh phải giữ lại bằng mọi giá nếu người kia biết được chuyện linh khí tử long thì anh buộc phải nhờ hai vị sư huynh ra mặt giúp. Dẫu sao đó cũng có song tiên chống đỡ cho anh ta, chắc hẳn người này phải ở cảnh giới võ thần rồi nên anh không thể đánh lại được. Đường tử di, vừa hay anh ta hẹn em 7 giờ tối nay gặp nhau ở túy tiên lầu này, anh đi luôn nhé. Ngô Bình thoáng phân vân nên quyết định gọi cho sư huynh Dương Mộ Bạch để hỏi dò về song tiên ở lĩnh Nam. Đúng là võ thần có khác, Dương Mộ Bạch biết rất rõ về song tiên song tiên là hai cao thủ cảnh giới võ thần, tên tuổi không rõ, cũng không biết về phe chính hay tà, nhưng họ từng làm công việc bảo vệ hoàng tử của Triều Thanh. Sau đó, hoàng tử không được kế vị nên họ đã lui về ở ấn, tránh bị ung chính tiêu diệt. Về sau, không ai thấy song tiên nữa. Cho tới 30 năm trước, họ trượt xuất huyện ở Đông Nam Á và trở thành hai trợ thủ đắc lực cho Hắc Thiên Giáo. Khoảng 10 năm trước, họ đã rời khỏi giáo phái rồi về lĩnh Nam, đồng thời nhận Trần Vĩnh Trân làm đệ tử dương mộ bạch đoán có lẽ tuổi thọ của họ sắp cạn nên về lĩnh nam dưỡng già thần võ ti luôn giám sát hai người này nhưng bọn họ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên toàn bế quan ở ẩn về lĩnh nam dưỡng già ư ngắt máy xong ngô bình hơi hoang mang anh không tin hai nhân vật phong vân ấy cam tâm chết già ở nơi hương giã buổi chiều anh luyện công ở sân tôi đến đường tử di đã mang cho anh một bát canh hạt sen rồi nói anh ăn chút đi lát còn đi gặp trần vĩnh trân Ngô Bình uống vài ngụm canh rồi nói, "Đi thôi." Túy Tiên Lầu là một khách sạn khá lâu đời của Vân Kinh, nơi này rất đắt đỏ, mà đồ ăn lại không ngon vì thế ngày càng ít khách. Xong, lại thường xuyên có hào khách giang hồ xuất hiện ở đây. Ngô Bình đẩy mở cửa một căn phòng trên tầng 3 thì nhìn thấy có một người thanh niên ngồi bên trong, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tay trái đang gõ theo nhịp trên bàn. Nghe thấy tiếng động, anh ta đứng dậy rồi cười nói, "Cô Đường, cảm ơn cô đã nể mặt mà tới đây." Đường Tử Di cười nói, để tôi giới thiệu, đây là anh Ngô Bình, anh ấy chính là chủ nhân của căn biệt thự kia. Trần Vĩnh Trân sáng mắt lên rồi vội vàng đi tới bắt tay với Ngô Bình, chào anh Ngô, tôi là Trần Vĩnh Trân, rất hân hạnh được quen biết anh. Ngô Bình gật đầu, anh Trần khách sáo rồi, mời ngồi. Ba người ngồi xuống, Ngô Bình bắt đầu khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát Trần Vĩnh Trân. Ngay sau đó, anh đã phát hiện trong đầu anh ta có hai linh hồn, một linh hồn rất yếu linh hồn còn lại thì cực mạnh như thể đang cắn nuốt linh hồn yếu ớt kia thấy thế ngô bình như bùng nổ trong truyền thừa mà anh học được có một cách tên là đoạt xá có thể chiếm đoạt cơ thể người khác muốn làm được điều này thì tu vi phải tiến vào cảnh giới địa tiên lẽ nào linh hồn ở trong cơ thể trần vĩnh trân đã tiến vào cảnh giới địa tiên rồi ư nhưng ngô bình cảm thấy đây là điều không thể đến sư phụ anh là đông Phật tiên sinh còn chưa đến cảnh giới này thì ai có thể làm được chứ? Tuy rất chấn động, nhưng Ngô Bình vẫn bình tĩnh nói, nghe danh Trần Thị ở lĩnh Nam đã lâu, tôi nghe nói sư phụ của anh Trần là song tiên đúng không? Trần Vĩnh Trân cười đáp, đúng vậy, xem ra anh Ngô đã điều tra về tôi rồi. Ngô Bình nói, tôi chỉ được nghe một người bạn kể thôi. À, tôi nghe Tử Di nói anh định mua căn biệt thự của tôi hả? Trần Vĩnh Trân gật đầu, hôm đó đi qua cầu ở Vịnh Bạch Long, tôi thấy căn biệt thự ấy có phong thủy tốt nên muốn mua. Ngô Bình cười lớn nói, anh Trần là người lĩnh nam, sao lại muốn mua nhà ở Vân Kinh? Trần Vĩnh Trân cười đáp, sư phụ tôi quê ở Giang Nam, giờ tuổi tác của hai người đã cao nên muốn chuyển về quê sống. Tôi thấy căn đó khá hợp lý nên mới muốn mua. Ngô Bình, ra là thế, nhưng cổ đông ở Vịnh Bạch Long không chỉ có một mình tôi, chuyện này tôi cần phải bàn với họ đã sao cơ trần vĩnh trân nhìn anh nhưng tôi nghe nói cổ đông của dự án này chỉ có ba người thôi mà ngoài trác khang ra thì còn ai nữa ngô bình cười lạnh hóa ra trần vĩnh trân cũng đã điều tra rõ ràng rồi anh nói còn chứ cổ động thật sự của căn biệt thự đó là đông phật tiên sinh trần vĩnh trân biến sắc mặt nói đông phật tiên sinh anh ngô quen người này sao ngô bình nhìn thẳng vào mắt anh ta đông phật tiên sinh là sư phụ của tôi trần vĩnh trân ngẩn ra rồi gật gù nói vậy là anh ngô không bán đúng không ngô bình lắc đầu tôi cũng lực bất tòng tâm đành xin lỗi anh trần vậy trần vĩnh trân thở dài nói tiếc quá anh ta đứng dậy nếu là nhà của đông phật tiên sinh thì thôi vậy anh ngô cô đường tôi xin phép anh ta nói rồi đi luôn như có việc gì gấp lắm ngô bình nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ thì thấy anh ta lên một chiếc xe sau đó mới nói với đường tử di tử di tôi phải đi theo dõi anh ta, cô về trước đi. Đường tử di gật đầu, anh cẩn thận đấy. Ngô Bình đi xuống dưới rồi bắt một chiếc taxi đi theo Trần Vĩnh chân. Đường đông nên chiếc xe của Trần Vĩnh Trân không đi nhanh được, kỹ thuật của tài xế taxi rất khá, không bao lâu đã đuổi kịp rồi đi thong rong phía sau. chương 181, đoạt xá. Xe của Trần Vĩnh chân đi vào một khách sạn, Ngô Bình bảo tài xế bám theo, sau đó anh trả tiền rồi xuống xe đi theo anh ta. Nhìn từ xa thấy Trần Vĩnh Trân đi vào thang máy, Ngô Bình lập tức leo tháng bộ, đồng thời khởi động khả năng nhìn xuyên thấu xem anh ta lên tầng mấy. Thấy Trần Vĩnh Trân đi vào một căn phòng có số là 8606, Ngô Bình ghi nhớ rồi trở xuống tầng 1 rồi thuê một phòng là phòng kế bên. Xong xuôi, anh lên nhận phòng rồi bắt đầu theo dõi Trần Vĩnh Trân. Khả năng nhìn xuyên thấu của anh có thể nhìn qua được tường cách âm, anh nhìn thấy Trần Vĩnh Trân đang ngồi trên sofa phía đối diện có một ông lão dâu tóc bạc phơ, già đến mức sắp chết được rồi. Hai người đang nói chuyện gì đó, Ngô Bình quan sát khẩu hình của họ thì cũng hiểu được đại khái nội dung cuộc hội thoại. Trần Vĩnh Trân nói, sư huynh, thực lực của đông Phật tiên sinh hơn huynh đệ mình, nếu ra tay thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Đệ mới chiếm được thân thể này nên thực lực vẫn đang có hạn. Còn sư huynh đã quá nhiều tuổi rồi, không thể là đối thủ của đông Phật tiên sinh được. Ông lão kia nói, sư đệ, huynh đệ ta chưa đạt đến cảnh giới địa tiên mà lại cố thi triển thuật đoạt xá thế này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hồn phách. Bây giờ rất cần có linh khí để bồi dưỡng cơ thể, vị trí đó của vịnh Bạch Long có linh khí tử long, đó là báu vật vô giá, nếu chúng ta lấy được thì khéo có thể đột phá lên địa tiên được đấy. Một khi tiến vào cảnh giới ấy rồi, tuổi thọ của chúng ta sẽ tăng thêm, vậy là có thể sống thêm vài trăm năm nữa. Ông lão nói, vì thế dù có đông Phật tiên sinh ngáng đường thì chúng ta cũng phải chiếm được nơi đó. Trần Vĩnh Trân gật đầu, sư huynh nói phải, vậy đệ sẽ ra tay với tên Ngô Bình đó trước, còn Đông Phật Tiên Sinh thì chắc phải liều với ông ta một phen rồi. Chúng ta tấn công bất ngờ thì phần thắng sẽ cao hơn. Ông lão, sư đệ, thần phách của đệ bất ổn nên rất kỵ sấm sét, dạo này lại đang mùa mưa bão nên tốt nhất đừng đi ra ngoài. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Trần Vĩnh Trân gật đầu, vậy thì phiền sư huynh rồi. Nghe đến đây, Ngô Bình biến sắc mặt, Quả nhiên hai người này có ý đồ với linh khí Tử Long, nhưng sao họ biết được chứ? Lúc này, anh nhìn thấy ông lão đó đi ra ngoài, sau đó đi ngang qua phòng anh. Lúc đi tới cửa, ông lão chợt khựng lại rồi quay người, nhìn vào căn phòng. Hình như mắt ông ta có thể nhìn xuyên cửa, nhìn thấy Ngô Bình ở trong phòng. Ngô Bình vô cùng căng thẳng, anh phản ứng nhanh nhẹn chạy ngay ra cửa sổ, bên ngoài là bãi đỗ xe, nếu ông ta xông vào thì anh chỉ còn nước nhảy xuống thôi với độ cao này thì một cao thủ như anh sẽ không gặp nguy hiểm anh nhìn chằm chằm vào ông lão ở bên ngoài rõ ràng ông ta chưa tu luyện được thần thức nên không thể nhìn thấy anh được ông lão khựng lại vài giây rồi quay người đi tiếp tới thang máy chờ ông ta vào thang máy rồi ngô bình mới thở phào một hơi chắc ông ta không phát hiện ra anh mình phải báo chuyện này cho sư huynh ngay mới được ngô bình thầm nghĩ rồi đi ra ngoài sau đó gọi ngay cho dương mộ bạch hàng lang bên ngoài không có ai cả anh cố tình đi ngang qua phòng của trần vĩnh trân thì thấy anh ta đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa mặt mày thì nhăn nhó anh tiến tới gần quan sát thì thấy hai linh hồn trong đầu trần vĩnh trân đang vật lộn với nhau dù linh hồn bị áp chế đang rất yếu nhưng rất quật cường nó đang dồn toàn lực tấn công ngô bình thấy cơ hội đã đến nhưng không biết có nên ra tay hay không biết đây là cơ hội hiếm có anh ngắt máy rồi giơ tay đẩy cửa cửa mở ra, anh bước nhanh tới trước mặt Trần Vĩnh Trân. Trần Vĩnh Trân không ngờ có người xuất hiện, vì đang ra sức cắn nuốt linh hồn yếu ớt kia nên không kịp phòng bị. Ngô Bình nhìn sâu vào trong đầu Trần Vĩnh Trân, anh đoán hồn phách mạnh mẽ đó là của một trong hai song tiên, hồn phách yếu ớt mới là của Trần Vĩnh Trân thật, anh ta đã bị đoạt xá. Người này đã ở cảnh giới võ thần, hồn phách thuần âm nên sợ sấm sét, mắt Ngô Bình lóe sáng, ngay sau đó thi triển tuyệt kỹ kinh lôi trưởng của Đại Thiên Tự. Ngô Bình chưa từng luyện môn tuyệt kỹ này, nhưng nếu chỉ tạo ra sấm sét thì chắc không khó. Canh khí dần hiện lên trong lòng bàn tay anh, khi đạt đến một mức độ nhất định, không khí bị ion hóa, bàn tay anh đã ngưng tụ ra một tia sét lóa mắt. Đạo gia gọi đây là trường tâm lôi, nếu tăng thêm một bậc nữa, phối hợp với các thủ đoạn giết người khác thì chính là kinh lôi trưởng của đại thiên tự. Chết đi! Anh tung một trưởng vào đầu Trần Vĩnh Trân, trường này không có sức mạnh nội kinh, mà chỉ có sấm sét giáng xuống đầu anh ta. Thấy thế, linh hồn mạnh mẽ kia hét lên, tiếng hét ấy vang vọng trong đầu Ngô Bình. Ngay sau đó, nó thu nhỏ chưa bằng một phần mười lúc đầu. Ngược lại, linh hồn nhỏ bé kia đã nhân đó áp chết linh hồn mạnh kia. Đây không phải cuộc chiến một mất một còn, nếu bên nào chiếm ưu thế thì sẽ cắn nuốt bên kia. Ban đầu thì thực lực của hai linh hồn tranh nhau nhiều, nhưng sau khi chúng xét của Ngô Bình, linh hồn mạnh kia đã bị linh hồn yếu ớt của trần vĩnh trân cắn nuốt xử lý linh hồn xâm lăng xong linh hồn của trần vĩnh trân đã mạnh hơn vài phút sau anh ta mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau ngô bình lùi lại vài bước rồi cảnh giác nhìn trần vĩnh trân bây giờ anh không biết anh ta là địch hay bạn trần vĩnh trân mở mắt rồi đứng dậy sau đó cúi lệnh ngô bình anh ngô cảm ơn anh ngô bình ngạc nhiên hỏi anh biết có chuyện gì xảy ra à trần vĩnh trân gật đầu tôi đều biết hết nhưng không thể điều khiển cơ thể của mình được ban nãy từ thiên hữu định cắn nuốt ý thức của tôi triệt để tôi đã liều mình phản kháng đúng lúc đó tôi thấy anh đi vào rồi đánh vào đầu tôi sau tia xét đó thực lực của từ thiên hữu đã giảm nhiều không còn là đối thủ của tôi nữa và bị tôi cắn nuốt lại tôi cũng lấy lại hết ký ức của mình rồi ngô bình thở phào một hơi thế thì tốt trần vĩnh trân trầm mặc nói anh ngô tôi sẽ mãi ghi nhớ ơn của anh. Trịnh Thiên Tá là sư huynh của Từ Thiên Hữu, lão ta sẽ về nhanh thôi. Ngô Bình cao mày, ông ta ở cảnh giới võ thần rồi, với thân thủ với anh thì e không đấu lại được đâu. Trần Vĩnh Trân lắc đầu, không, nhờ có được ký ức của Từ Thiên Hữu mà tôi đã biết các bí mật của họ. Hai người họ tu luyện công pháp tà môn, nó giúp họ chiếm đoạt cơ thể của người khác khi tiến vào cảnh giới võ thần. Nhưng công pháp này có một khuyết điểm, đó là được một thời gian sẽ rơi vào tình trạng suy yếu rồi nằm một chỗ như cương thi, không nói cũng không cử động, ít cũng phải hai tiếng đồng hồ. Muốn bình thường trở lại thì phải cần đến thảo dược đặc biệt, chắc trịnh thiên tá đi tìm thảo dược đấy. Ngô Bình sáng mắt lên nói, ý anh là chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này để phục kích ông ta ư. Trần Vĩnh Trân gật đầu, một khi trịnh thiên tá biết tôi đã giết sư đệ ông ta thì kiểu gì cũng xử tôi ngay. À, ông ta định cướp linh khí tử long nên cũng sẽ không tha cho anh đâu. Cho nên chúng ta phải bắt tay với nhau để trừ khử lão già này. Ngô Bình là một người quyết đoán, anh chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu ngay, được, xử lão già thôi. chương 182, Hồn bay phách lạc. Trần Vĩnh Trân không nhịn được cười mà nói, tôi sẽ giả vờ làm từ thiên hữu, anh Ngô hãy trốn bên ngoài, chờ khi nào người lão cứng nở, chúng ta sẽ đối phó lão sau ngô bình hỏi trịnh thiên tá chưa mở thần giác đúng không trần vĩnh trân lắc đầu xong tiên toàn tu luyện tà môn chỉ tu luyện ra thần ý thì đã trúc cơ rồi nhưng hồn phách của trịnh thiên tá mạnh lắm dù người ông ta bất động thì vẫn có thể dùng thuật tinh thần để tấn công chúng ta ngô bình suy nghĩ rồi nói tôi có thể dùng kim châm cứu khóa hồn phách lão ta lại để lão không thể dùng lực tinh thần được nữa có hữu dụng không trần vĩnh trân không tin cho lắm ngô bình yên tâm đừng nói là lão ta, đến cường giả địa tiên, tôi cũng phong bế được mà. Trần Vĩnh Trân mừng rỡ, thế thì tốt quá rồi. Anh Ngô, chúng ta bắt đầu luôn thôi, anh ra ngoài trước đi, chắc lão giả ấy sắp về rồi đấy. Ngô Bình gật đầu rồi về phòng của mình chờ. Hơn chục phút sau, quả nhiên ông lão đó đã quay về. Lão ta chính là Trịnh Thiên Tá một trong hai song tiên. Trịnh Thiên Tá đẩy cửa đi vào rồi nói với từ Thiên Hữu, sư đệ, đệ lại phải vất vả rồi. Trần Vĩnh Trân, Sư Huynh, chờ Huynh hồi phục rồi thì chúng ta đi tìm Ngô Bình, phải nhanh chóng lấy được linh khí. Trịnh Thiên Tá gật đầu, chuyện này không khó, tối nay ta sẽ triển khai ngay. Lão ta bỏ dược liệu trong tay xuống, sau đó ngồi xếp bằng, chậm chậm vận công. Khoảng nửa tiếng sau, lão ta đã nằm trên giường rồi nói, sư đệ, phiền đệ. Trần Vĩnh Trân đứng dậy rồi cười nói, huynh đệ mình cần gì khách sáo anh ta bỏ dược liệu vào một cái chậu rồi châm lửa dược liệu đang ẩm nên không cháy mà chỉ bốc khói trần vĩnh trân giơ tay đẩy cột khói ấy về phía trịnh thiên tá làn khói đã che phủ người lão ta trịnh thiên tá sư đệ bắt đầu đi ta cảm giác thời gian lần này lâu hơn trần vĩnh trân sư huynh cứ bình tĩnh đừng vội loáng cái người trịnh thiên tá đã cứng đờ rồi nằm thẳng cẳng mắt lão ta nhắm lại không còn nói gì nữa Trần Vĩnh Trân vừa đẩy khói vừa ho khan vài tiếng, đó là ám hiệu của anh ta với Ngô Bình. Ngô Bình lập tức rời khỏi phòng và lao sang phòng bên cạnh bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tay anh cầm sẵn kim châm cứu rồi cắm qua làn khói. Loáng cái, anh đã cắm được 30 kim vào đầu trịnh thiên tá, phương pháp châm cứu này tên là hợp chấn hồn, vốn dùng để chữa cho người mắc chứng rối loạn lo âu. Lúc này, lại được Ngô Bình dùng để áp chế hồn phách của trịnh thiên tá, hiểu quá rất đáng ngạc nhiên. Trịnh Thiên Tá mở to mắt với vẻ khó tin, lão ta định nói gì đó, nhưng tiếc là không thể phát ra tiếng được, vì cơ thể đã cứng đờ. Trần Vĩnh Trân lập tức ném cái chậu đi rồi lấy một con dao ra, định cắt cổ lão ta. Ngô Bình ngăn anh ta lại, đừng. Trần Vĩnh Trân ngẩn người, tại sao? Ngô Bình, cách châm cứu này của tôi chỉ có tác dụng khi lão ta sống thôi, anh mà cắt cổ lão ta thì sẽ mất hiệu quả ngay. Tôi lo hồn phách của lão ta sẽ xông ra tấn công chúng ta trước khi nó tan biến. Trần Vĩnh Trân ngạc nhiên nói, nếu không có anh ngô nhắc nhở thì tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi. Đúng vậy, trịnh thiên tá cũng biết thuật đoạt xá, nhớ hồn phách của lão ta xông ra ngoài thì nó có thể tấn công chúng ta, vậy thì gay gâu. Anh đừng lo, tôi biết y thuật, có thể phòng ấn toàn bộ cơ thể lão. Tiếp đây, tôi có đầy cách giết chết lão. Trần Vĩnh Trân sáng mắt nói, sao, anh ngô có cách gì hay ư? Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp, là một loại lôi trận có thể khiến lão hồn bay phách lạc. Sau đó, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã âm u thì nói, tối nay sẽ có mưa sấm chấp, anh Trần, chúng ta phải tranh thủ ngay. Trần Vĩnh Trân gật đầu, tôi sẽ nghe anh sắp xếp. Ngô Bình lại lấy kim châm cứu ra cắm vào các huyệt đạo chính trên người trịnh thiên tá để khống chế cơ thể lão ta. Nếu vậy thì dù người ông ta hồi phục như ban đầu thì vẫn không thể cử động được, mà chỉ nằm im như xác chết thôi anh nói anh trần anh lôi trịnh thiên tá lên sân thượng đi tôi đi chuẩn bị đồ được trần vĩnh trân gật đầu ngô bình lập tức xuống dưới sau đó vào siêu thị và cửa hàng sắt để mua dây đồng và nam châm sau đó chạy lên sân thượng lúc này trời đã đổ mưa sấm chấp đùng đoàng trần vĩnh trân đã lôi trịnh thiên tá lên đây thấy ngô bình mang đồ tới thì anh ta hỏi anh ngô tiếp theo phải làm gì ngô bình tôi sẽ bày bố lôi trận anh lập tức xếp dây đồng và nam châm thành một hình ngũ giác rồi cho Trịnh Thiên Tá nằm vào chính giữa. Tiếp đó, anh kéo Trần Vĩnh Chân ra xa rồi lẩm bẩm thần chú kỳ lạ. Muốn niệm được thần chú này thì phải phối hợp với thần ý, khi chưa mở được thần ý thì Ngô Bình không thể thi triển được. Lúc này, thần ý đã mượn lồng ngực của Ngô Bình để làm chấn động không khí, sinh ra một làn sóng kỳ lạ. Sóng âm tiếp cận lôi trận, sau đó đã bị nó hấp thu, lôi trận được kích hoạt các sợi dây đồng đã có đầy điện tích. Ngay sau đó, đã có một âm thanh lớn vang lên, một tia sét giang xuống, xé rách bầu trời, tia sét to đùng ấy đã đánh mạnh xuống người trịnh thiên tá. Ngô Bình và Trần Vĩnh Trân nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết, người trịnh thiên tá bị sét đánh tan tành, hồn bay phách lạc. Ngô Bình chạy ngay đến chỗ người đang bốc cháy để kiểm tra, thì thấy trịnh thiên tá đã chết. Trần Vĩnh Trân cũng nhìn rồi không nhịn được cười lớn nói, anh Ngô, anh giỏi quá. Ngô Bình thở vào một hơi, ăn may thôi, anh Trần, anh tìm người xử lý thi thể lão ta đi. Trần Vĩnh Trân gật đầu, nhưng anh ta bất chợt tỏ vẻ hoảng sợ rồi nhìn chăm chú lên phía trước. Ngô Bình hoảng hốt rồi vội ngoảnh lại nhìn, nhưng không thấy gì cả. Lúc anh quay đi đã tạo cơ hội để Trần Vĩnh Trân áp sát người. Hỏng rồi, Ngô Bình giật mình rồi đỉnh nhảy lên trước. Nhưng tiếc là đã muộn, Trần Vĩnh Trân đã tung một trường vào lưng anh. Uy lực của trường này rất mạnh, dù Ngô Bình có như lai thần canh hộ thể thì vẫn thấy đau nhói, sau đó hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào. Trần Vĩnh Trân nổi sát ý rồi lạnh lùng nhìn anh, nói anh Ngô, anh sơ suất quá. Ngô Bình lại hộc ra một ngụm máu nữa, trường đó đã đánh vỡ mấy mạch máu lớn của anh nên cơ thể bị mất máu nhiều. Nhưng anh lập tức thi triển nhãn lực để ghép các mạch máu đó lại, đồng thời điên cuồng vận chuyển chân khí màu vàng để trị thương. Vô liêm sỉ, Ngô Bình phẫn nộ nhìn Trần Vĩnh Trân. Trần Vĩnh Trân hừ lạnh nói, vô liêm sỉ ư, là anh ngu quá nên dễ tin người đấy chứ. Và lại, tôi cũng rất thích linh khí tử long của anh, nếu anh chết rồi thì nó sẽ thuộc về tôi, ha ha. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 14